Ừ. Nam Mô Bụt Thầy, con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ con Nguyễn Ngọc, con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Tri, Siêu Nguyên Thông cùng Chư Tôn Đức. Dạ con kính lễ quý bà, quý cô, tu nữ và dạ, kính chào tất cả quý đạo hữu. Dạ thưa, hôm nay là ngày thứ Bảy, 20 tháng 3 năm 2021 dương lịch, cũng là nhằm ngày mùng 8 tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu. Nghi thức truyền thọ giới Pháp sẽ mở đầu chương trình sinh hoạt trong ngày. Và dạ, con kính mời quý Phật tử Nam Mô Thọ Bát xin chuẩn bị để cùng con tác bạch xin giới. Nam Mô Bụt Thầy, thay mặt quý Phật tử, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh từ bi truyền tam quy và bát giới cho chúng con. Ukasamayang phante tisakrane nasaha athang gasamana gatang upo satang yachama duti yambi mayang phante tisakrane nasaha athang gasamana gatang upo satang yachama tati yambi mayang phante tisarane nasaha athang gasamana gatang upo satang yachama. Ngưỡng bạch chư tôn đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Kính mong quý ngài lần mở trao truyền quy giới cho chúng con. Và chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Buddhang saranam gacchami, đệ tử nguyện quy y Phật. Buddhang saranam gacchami, đệ tử nguyện quy Phật. Dhammang saranam gacchami, đệ tử nguyện quy y Pháp. Dhammang saranam gacchami, đệ tử. Không nghe sao? Dhammang saranam gacchami, đệ tử nguyện quy y Pháp. Dhammang saranam gacchami, đệ tử nguyện quy Pháp. Sanghang saranam gacchami, đệ tử nguyện quy y Tăng. Sanghang saranam gacchami, đệ tử nguyện quy Tăng.
Dutiyambi Buddhang Saram Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật. Dutiyambi Buddhang Saram Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật. Dutiyambi Dhammang Saranam Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp. Dutiyambi Dhammang Saranam Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Pháp. Dutiyambi Sanghang Saranam Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Tăng. Tatiyambi Sanghang Saranam Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Tăng. Tatiyambi Buddhang Saranam Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật. Tatiyambi Buddhang Saranam Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật. Tatiyambi Dhammang Saranam Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp. Tatiyambi Dhammang Saranam Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp. Tatiyambi Sanghang Saranam Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Tăng. Tatiyambi Sanghang Saranam Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Tăng. Banati Bata Veramani Sikkhapadang Sammadiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Panatipata Vichamani Sikkhapadang Sammayami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Adinadana Vichamani Sikkhapadang Sammayami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. Adinna dana vichamani sikkhapadang sammadiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. Aparamacariya vichamani sikkhapadang sammadiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh. Aparamacariya vichamani sikkhapadang sammadiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trược hành. Musavada vichamani sikkhapadang sammadiyami, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Musavada vichamani sikkhapadang sammadiya, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Sura merayamacchappamadathana vichamani sikkhapadang sammadiyami, đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất sai. Sura me jayama chappama dathana vichamani sikkhapadang sammadiyami, đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất sai. Vikalavujana vichamani sikkhapadang sammadiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vikalapo chana we chamani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Natcha nghi ta và đi ta vi su ca đa sa na ma la gan tha đại đệ tha na tha ra na man đa na vi phu sa na tha na về ra ma ni sa kha ba đằng sa ma i ya mi đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Natcha vita wa dita visu kadasana ma la gan thawi le panatha chana man dana vifu sanatha na we chamani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Okya sayana maha sayana về Ramani sẽ khá bà đằng Sama Diyami, đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tọa cao sang. Ucha Sayana Maha Sayana Ve Chamani Sikha Padang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tọa cao sang. Imang atang gasamana gatang putapan nyatang upo satang imang jaratin imang jadiwasang samadewa afirakitum samadhiyami. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bạc quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vung bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai. Imani ata sikha padane ubosasi velasena iman jaratana iman jidivasang sathukang katatwa apmamadena sammarakhitabang. Chư thập tử đã thọ tam quy và bát quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên với vui. A ma phan tê, chúng con xin thành kinh phụng hành. Si la na su ca tan yan ti, si la na phu ca sa ma ra, si la ni ni po tan yan ti, ta sa ma si la ngu so da ye. Người giữ giới hằng được phú túc mạng chung, thọ sanh lạc cảnh là thẳng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh. Sa thu lành thai, Phật là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thăng duyên. Gieo năm vọc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thăng duyên. Gieo năm bốc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật tác thành thăng duyên. Gieo năm vọc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Tăng bảo đức lành từ dung.
Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba buddhanu bhavena sada sati bhavantu te. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba dhammanu bhavena sada sati bhavantu te. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba sanghanu bhavena sada sati bhavantu te. Tất cả phương ban có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng các sự thành lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu sa thu lành thai lành thai. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Chúng con thành kính đảnh lễ và thành kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con. Và sa thu kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh và con thành kính đảnh lễ thượng tọa giác đẳng cùng chư tôn đức và kính mời MC tiếp tục với chương trình hôm nay. Nam mô Buddhaya. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ, kính cảm ơn quý sư. Dạ, con cảm ơn cô Tịnh Hạnh. Nam mô Buddhaya, đây là chương trình Phật pháp Buddha Dhamma trên mạng internet qua Ban Talks Facebook và Zoom mỗi ngày 2 giờ giờ mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ PM tối, Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng, New York 9 giờ đến 11 giờ sáng, Cali 6 giờ đến 8 giờ sáng, British 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Phong Lan thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay thứ bảy ngày 20 tháng 3 năm 2021, Phật lịch 2564, bài học hôm nay, giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích tỳ kheo giác đẳng bài 127 Kinh A Na Luật, Anuruddha Sutta, định nằm ở tâm hay ở cảnh. Phân đoạn 602 đến 605 sẽ do Thượng Tọa Giác Đẳng giảng giải. Tiếp theo chương trình, chúng con xin được kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay ạ. Con chưa có thấy Thượng Tọa Tuệ Siêu vào. Thượng Tọa Giác Đẳng, dạ. Và tiếp theo chương trình, chúng con xin được kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng dẫn nhập ạ. Nam mô Buddhaya. Nam mô Buddhaya, kính nơi lời chư tôn đức trân trọng tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay là ngày giảng của Thượng Tọa Tân. Nhưng mà Thượng Tọa không khỏe, do đó Thượng Tọa nhờ chúng tôi dừng lại. Và Thượng Tọa Tuệ Siêu cũng không khỏe hôm nay, do đó chúng tôi cũng xin dẫn nhập. Chúng ta sẽ học một bài kinh. Bài kinh này mang tính rất là chuyên môn về pháp hành, và đồng thời cũng đề cập đến một cái phương diện rất là tế nhị của thiền định. Ở trong bài kinh này đề cập đến một vị cư sĩ mà chúng ta đã có dịp nghe, tức là cư sĩ Panchanga. Lát nữa chúng ta sẽ nói thêm về cư sĩ này. Và vị này đến gặp một vị tôn giả là tôn giả Anandala, tức là tôn giả Anandita, để hỏi về một cái ý nghĩa là khi mà một người đi vào thế giới của tâm định thì cái định đó đó nó nằm ở cái trụ một cảnh hay là nó biến mãn, như là trường hợp của tướng vô lượng tâm. Đây là một câu hỏi rất là thú vị, bởi vì thưa vì trong cái sự tập trung đó, thì có nhiều khi có yếu tố nội phân và yếu tố ngoại phân, và đây là một trường hợp gây tranh luận rất là nhiều, là định tâm
nằm ở tâm hay là nằm ở cảnh. Chúng ta sẽ nghe cái nghi vấn này với một thí dụ, một sự của Ngài Anuruddha, và chúng ta sẽ trở lại với bài giảng ngày hôm nay sau khi mời quý Phật tử quan hệ đọc cho phương chính. Dạ, sa thú chúng con kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng. Bài học hôm nay Trung Bộ Kinh bài 127, Kinh A Na Luật Anuruddha Sutta, định nằm ở tâm hay ở cảnh, phân đoạn 603 đến 605 sẽ do Thượng Tọa Giác Đẳng giảng giải. Bài 127 Kinh A Na Luật Anuruddha Sutta, định nằm ở tâm hay cảnh, phân đoạn 603 đến 605, chú thích dẫn nhập. Tôn giả Anuruddha là một bậc đại đệ tử Phật được xác chứng là đệ nhất về thiên nhãn. Panchakanga là một công trình sư xây cất của vua Bassenadi. Một lần Panchakanga thỉnh bốn vị tỷ kheo, dẫn đầu là tôn giả Anuruddha về nhà trai tăng. Trong dịp này, một câu hỏi được nêu lên về sự khác biệt giữa tâm thiền biến mãn và thiền vô lượng tâm. Những câu trả lời làm mọi người thỏa mãn. 603, nghe dường như giống, kỳ thực rất khác. Người tu tập tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, lấy vô lượng chúng sanh làm đối tượng, có khác biệt với người tu tập thắng xứ Kasina. Từ một điểm biến mãn rộng lớn, kinh văn. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Sawatthi Xá Vệ tại Chetawana, Kỳ Đà Viên, chỗ tịnh xá của ông Anathabindika cấp cô độc. Rồi thợ mộc Banh Chá Canh Gá bảo một người hãy đến, người kia hãy đi đến tôn giả Anuruddha A Na Luật. Nhân danh ta cúi đầu lãnh lễ chân tôn giả Anuruddha và thưa như sau: Thưa tôn giả, thợ mộc Banh Chá Canh Gá cúi đầu lãnh lễ tôn giả Anuruddha và thưa: Mong rằng tôn giả Anuruddha cùng ba vị nữa ngày mai nhận lời dùng bữa ăn với thợ mộc Banh Chá Canh Gá. Mong rằng tôn giả Anuruddha đến thật sớm vì thợ mộc Banh Chá Canh Gá có nhiều công việc, có nhiều bổn phận phải làm đối với vua. Thưa vân tôn giả, người ấy vân đáp thợ mộc Banh Chá Canh Gá. Đi đến tôn giả Anuruddha, sau khi đến đảnh lễ tôn giả Anuruddha rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, người ấy thưa tôn giả Anuruddha, thợ mộc Banh Chá Canh Gá cúi đầu đảnh lễ tôn giả Anuruddha và thưa như sau: Thưa tôn giả, mong rằng tôn giả Anuruddha với ba vị nữa ngày mai đến dùng bữa ăn với thợ mộc Banh Chá Canh Gá. Thưa tôn giả, mong rằng tôn giả Anuruddha đến cho thật sớm vì thợ mộc Banh Chá Canh Gá có nhiều công việc, có nhiều bổn phận phải làm đối với vua. Tôn giả Anuruddha im lặng nhận lời. Rồi tôn giả Anuruddha sau khi đêm ấy đã mãn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đi đến trú xứ thợ mộc Banh Chá Canh Gá. Sau khi đến liền ngồi xuống, liền ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi thợ mộc Banh Chá Canh Gá tự tay mời mộc và làm cho thỏa mãn tôn giả Anuruddha với các món ăn thượng vị loại cứng và loại mềm. Và sau khi tôn giả Anuruddha đã ăn xong, đã cất tay khỏi bình bát, thợ mộc Banh Chá Canh Gá lấy một ghế thấp rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, thợ mộc Banh Chá Canh Gá thưa với tôn giả Anuruddha: Ở đây thưa tôn giả, các trưởng lão tỷ kheo đến và nói như sau: Này gia chủ, hãy tu tập vô lượng tâm giải thoát. Có một số vị trưởng lão lại nói như sau: Này gia chủ, hãy tu tập đại hành tâm giải thoát. Thưa tôn giả, vô lượng tâm giải thoát và đại hành tâm giải thoát, các pháp này vừa khác nghĩa vừa khác văn, hay đồng nghĩa chỉ khác biệt về văn. Này gia chủ, hãy nói lên những điều gì ông nghĩ về vấn đề này, nhờ vậy vấn đề này trở thành xác thực cho ông. Thưa tôn giả, con nghĩ như sau: Vô lượng tâm giải thoát và đại hành tâm giải thoát, các pháp này đồng nghĩa nhưng khác văn. Này gia chủ, vô lượng tâm giải thoát và đại hành tâm giải thoát, những pháp này vừa khác nghĩa vừa khác văn. Do vậy, này cư sĩ, đây cần phải hiểu đúng với pháp môn, nghĩa là các pháp môn
pháp môn này vừa khác nghĩa vừa khác văn. Và này cư sĩ, thế nào là vô lượng tâm giải thoát? Ở đây này cư sĩ, tỷ kheo an trú biến mãn một phương với tâm, câu hữu với từ cũng vậy, phương thứ hai cũng vậy, phương thứ ba cũng vậy, phương thứ tư như vậy, cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với từ, quảng đại vô biên không hận không sân, với tâm câu hữu với bi, với tâm câu hữu với hỷ, an trú biến mãn một phương với tâm câu hữu với xã, vân vân. Quảng đại vô biên không hận không sân, như vậy này cư sĩ được gọi là vô lượng tâm giải thoát. Này cư sĩ, thế nào là đại hành tâm giải thoát? Ở đây này cư sĩ, tỷ kheo cho đến một gốc cây an trú biến mãn và thấm nhuần lớn cho đến như vậy, trong khi tu thiền, như vậy này cư sĩ được gọi là đại hành tâm giải thoát. Ở đây này cư sĩ, tỷ kheo cho đến hai hay ba gốc cây an trú biến mãn và thấm nhuần lớn cho đến như vậy, trong khi tu thiền, như vậy này cư sĩ, như vậy gọi là đại hành tâm giải thoát. Ở đây này cư sĩ, tỷ kheo cho đến một ruộng làng an trú biến mãn và thấm nhuần cho đến như vậy, trong khi tu thiền, như vậy này cư sĩ được gọi là đại hành tâm giải thoát. Ở đây này cư sĩ, tỷ kheo cho đến hai hay ba ruộng làng an trú biến mãn và thấm nhuần lớn cho đến như vậy, trong khi tu thiền, như vậy này cư sĩ được gọi là đại hành tâm giải thoát. Ở đây này cư sĩ, tỷ kheo cho đến một đại vương quốc an trú biến mãn và thấm nhuần lớn cho đến như vậy, trong khi tu thiền, như vậy này cư sĩ được gọi là đại hành tâm giải thoát. Ở đây này cư sĩ, tỷ kheo cho đến hai hay ba đại vương quốc an trú biến mãn và thấm nhuần lớn cho đến như vậy, trong khi tu thiền, như vậy này cư sĩ được gọi là đại hành tâm giải thoát. Do vậy này cư sĩ, đây cần phải hiểu đúng với pháp môn này, nghĩa là các pháp này vừa khác nghĩa vừa khác văn. 604, thiền tâm sai biệt, sanh hữu sai biệt. Có khi thiền chứng đồng đẳng, nhưng khả năng biến mãn sai biệt nên cảnh giới tái sanh cũng không tương đồng. Kinh văn này cư sĩ có bốn hữu sanh này: Phá vu pa tí vô, bốn sự sanh khởi cho một đời sống mới. Thế nào là bốn? Ở đây này cư sĩ, có người với hào quang hạng lượng Parita Pha an trú biến mãn và thấm nhuần, vị ấy sau khi thân hoại mạng chung được cộng trú với chư thiểu quan thiên. Ở đây này cư sĩ, có người với hào quang vô lượng an trú biến mãn và thấm nhuần, vị ấy sau khi thân hoại mạng chung được sanh cộng trú với vô lượng quan thiên. Ở đây này cư sĩ, có người với hào quang tạp nhiễm an trú biến mãn và thấm nhuần, vị ấy sau khi thân hoại mạng chung được sanh cộng trú với chư tạp nhiễm quan thiên. Ở đây này cư sĩ, có người hào quang thanh tịnh an trú biến mãn và thấm nhuần, vị ấy sau khi thân hoại mạng chung được sanh cộng trú với chư biến tịnh quan thiên. Này cư sĩ, có bốn loại hữu sanh này. Có thời này cư sĩ, chư thiên kia tập hợp lại tại một chỗ. Khi các vị này tập hợp tại một chỗ, có thấy sự sai khác về màu sắc, không có thấy sự sai khác về hào quang. Ví như này cư sĩ, có người cầm nhiều cây đèn dầu đi vào trong một nhà. Khi các cây đèn dầu ấy được đem vào trong nhà, có thấy sự sai khác về ngọn lửa, nhưng không có thấy sự sai khác về ánh sáng. Cũng vậy này cư sĩ, có thời chư thiên kia tập hợp tại một chỗ. Khi các vị này tập hợp tại một chỗ, có thấy sự sai biệt về màu sắc, không có thấy sự sai khác về hào quang. Có thời này cư sĩ, chư thiên ấy đi ra khỏi chỗ, đi ra khỏi từ chỗ kia. Khi chư thiên ấy đi ra khỏi từ chỗ kia, có thấy sự sai khác về màu sắc và cũng có thấy sự sai khác về hào quang. Ví như này cư sĩ, có người đem nhiều cây đèn dầu ra khỏi ngôi nhà ấy. Khi các cây đèn dầu ấy được đem ra khỏi ngôi nhà kia,
có thấy sự sai khác về màu sắc và cũng có thấy sự sai khác về ánh sáng. Cũng vậy này cư sĩ, có thời chư thiên ấy đi ra khỏi từ chỗ kia, khi chư thiên ấy đi ra khỏi từ chỗ kia, có thấy sự sai khác về màu sắc và cũng có thấy sự sai khác về hào quang. Này cư sĩ, chư thiên ấy không có nghĩ đây là thường còn, thường trú, thường hằng của chúng cho chúng tôi. Nhưng chỗ nào chư thiên ấy an trú tại chỗ ấy, chư thiên kia sống trong thoải mái. Ví như này cư sĩ, khi các con ruồi bị mang đi trong đòn gánh hay trong cái giỏ, chúng nó không có nghĩ đây là sự thường còn, thường trú hay thường hằng cho chúng tôi. Nhưng chỗ nào các con ruồi kia an trú, tại chỗ ấy các con ruồi ấy sống trong thoải mái. Cũng vậy, này cư sĩ, chư thiên ấy không có nghĩ đây là thường còn, thường trú hay thường hằng cho chúng tôi. Nhưng chỗ nào chư thiên ấy an trú, tại chỗ ấy chư thiên kia sống trong thoải mái. 605 từ câu hỏi chung đến câu hỏi riêng. Một trong ba tỳ kheo đi chung với tôn giả Anuruddha là tỳ kheo Appiya Kacchana đã nêu lên những câu hỏi về pháp y cứ trên những gì được giảng giải, sau đó đã hỏi một câu về sự tiếp xúc trực tiếp của tôn giả Anuruddha với các phạm thiên. Câu này có liên quan tới giới luật để sự tuyên bố đắc pháp thượng nhân. Tôn giả Anuruddha đã trả lời với cách thận trọng. Kinh văn: khi được nghe nói vậy, tôn giả Appiya Kacchana thưa với tôn giả Anuruddha: tốt lành thay tôn giả Anuruddha, ở đây tôi có câu này cần phải hỏi thêm. Thưa tôn giả, chư thiên có hào quang, tất cả đều có hào quang, và đều có hào quang có hạn lượng, hay là ở đây có một số chư thiên có hào quang vô lượng? Này hiền giả Kacchana, tùy theo trường hợp, ở đây một số chư thiên có hào quang có hạn lượng, nhưng ở đây cũng có một số chư thiên có hào quang vô lượng. Thưa tôn giả Anuruddha, do nhân gì, do duyên gì, dầu cho chư thiên ấy được sanh khởi trong một thiên chúng, lại có một số chư thiên có hào quang hạn lượng và có một số chư thiên khác có hào quang vô lượng? Này hiền giả Kacchana, ở đây ta sẽ hỏi hiền giả, nếu hiền giả kham nhẫn, hiền giả sẽ trả lời. Này hiền giả Kacchana, hiền giả nghĩ thế nào? Tỷ kheo cho đến một gốc cây an trú biến mãn và thấm nhuần lớn cho đến như vậy trong khi tu thiền, và tỷ kheo cho đến hai hay ba gốc cây an trú biến mãn và thấm nhuần lớn cho đến như vậy trong khi tu thiền. Trong hai sự tu tập tâm này, sự tu tập tâm nào rộng lớn hơn? Thưa tôn giả tỷ kheo, cho đến hai hay ba gốc cây an trú biến mãn và thấm nhuần lớn cho đến như vậy trong khi tu thiền, trong hai sự tu tập tâm ấy, sự tu tập tâm này rộng lớn hơn? Này hiền giả Kacchana, hiền giả nghĩ thế nào? Tỷ kheo cho đến hai hay ba gốc cây an trú biến mãn và thấm nhuần lớn cho đến như vậy trong khi tu thiền, và tỷ kheo cho đến một ruộng làng an trú biến mãn và thấm nhuần lớn cho đến như vậy trong khi tu thiền, trong hai sự tu tập tâm này, sự tu tập tâm nào rộng lớn hơn? Thưa tôn giả tỷ kheo, đi đến một ruộng làng, cho đến một ruộng làng an trú biến mãn và thấm nhuần cho đến như vậy trong khi tu thiền, trong hai sự tu tập tâm ấy, sự tu tập tâm này rộng lớn hơn? Này hiền giả Kacchana, tỷ kheo, cho đến hai hay ba ruộng làng an trú biến mãn và thấm nhuần lớn cho đến như vậy trong khi tu thiền, và tỷ kheo cho đến một đại vương quốc an trú biến mãn và thấm nhuần lớn cho đến như vậy trong khi tu thiền, trong hai sự tu tập tâm ấy, sự tu tập tâm này rộng lớn hơn?
Thưa tôn giả tỷ kheo, cho đến một đại vương quốc an trú biến mãn và thấm nhuần lớn cho đến như vậy, trong khi tu thiền, trong hai sự tu tập tâm ấy, sự tu tập tâm ấy, sự tu tập tâm này rộng lớn hơn. Này hiền giả Cách Cha Na tỷ kheo, cho đến một đại vương an trú biến mãn và thấm nhuần lớn cho đến như vậy, trong khi tu thiền, và tỷ kheo cho đến hai hay ba một đại vương quốc an trú biến mãn và thấm nhuần lớn cho đến như vậy, trong khi tu thiền, trong hai sự tu tập tâm ấy, sự tu tập tâm nào rộng lớn hơn? Thưa tôn giả Anuruddha, tỷ kheo, cho đến hai hay ba đại vương quốc an trú biến mãn và thấm nhuần rộng lớn cho đến như vậy, trong khi tu thiền, trong hai sự tu tập tâm ấy, sự tu tập tâm này rộng lớn hơn. Này hiền giả Cách Cha Na, hiền giả nghĩ thế nào tỷ kheo, cho đến hai hay ba đại vương quốc an trú biến mãn và thấm nhuần lớn cho đến như vậy, trong khi tu thiền, và tỷ kheo cho đến giải đất tận hải biên an trú biến mãn và thấm nhuần lớn cho đến như vậy, trong khi tu thiền, trong hai sự tu tập tâm ấy, sự tu tập tâm nào rộng lớn hơn? Thưa tôn giả tỷ kheo, cho đến giải đất tận hải biên an trú biến mãn và thấm nhuần lớn như vậy, trong khi tu thiền, trong hai sự tu tập tâm ấy, sự tu tập tâm này rộng lớn hơn. Này hiền giả Cách Cha Na, do nhân này, do duyên này, giữa các chư thiên ấy được sanh khởi, trong một thiên chúng có một số chư thiên có hào quang có hạn lượng, nhưng có một số chư thiên có hào quang vô lượng. Lành thay tôn giả Anuruddha, tôi có một câu cần phải hỏi thêm nữa. Thưa tôn giả, về hào quang chư thiên, có phải tất cả hào quang là tạp nhiễm, hay có một số chư thiên có hào quang thanh tịnh? Tùy theo trường hợp. Này hiền giả Cách Cha Na, ở đây có một số chư thiên có hào quang tạp nhiễm, nhưng ở đây cũng có một số chư thiên có hào quang thanh tịnh. Thưa tôn giả Anuruddha, do nhân gì, do duyên gì, trong chư thiên ấy được sanh khởi, trong một thiên chúng có một số hào quang tạp nhiễm, nhưng có một số chư thiên có hào quang thanh tịnh. Này hiền giả Cách Cha Na, ta sẽ cho hiền giả một ví dụ. Nhờ ví dụ ở đây, người có trí hiểu được ý nghĩa của lời nói. Ví như này hiền giả Cách Cha Na, một cây đèn đang cháy với dầu không được sạch sẽ, với tim đèn cũng không được sạch sẽ. Vì dầu không được sạch sẽ và cũng vì tim đèn không được sạch sẽ, nên cây đèn cháy rất lu mờ. Cũng vậy, này hiền giả Cách Cha Na, ở đây tỷ kheo an trú biến mãn và thấm nhuần với hào quang tạp nhiễm, thân dâm hạnh của vị ấy không được khéo chấm dứt, hôn trầm thủy miên không được khéo đoạn trừ, trạo cử hối quá không được khéo diếp phục. Vì không được khéo chấm dứt thân dâm hạnh, vì không khéo đoạn trừ hôn trầm thủy miên, vì không khéo nhiếp phục trạo cử hối quá, nên vị ấy được cháy lên một cách lu mờ. Vị ấy sau khi thân hoại mạng chung được sanh cộng trú với chư thiên có hào quang tạp nhiễm. Ví như này hiền giả Cách Cha Na, một ngọn đèn dầu được đốt cháy với dầu sạch sẽ và với tim đèn cũng được sạch sẽ. Do dầu được sạch sẽ và cũng do tim đèn được sạch sẽ nên cây đèn ấy được cháy không lu mờ, không có mù mờ. Cũng vậy này hiền giả Cách Cha Na, ở đây tỷ kheo an trú biến mãn và thấm nhuần với hào quang thanh tịnh, thân dâm hạnh của vị này được khéo chấm dứt, hôn trầm thủy miên được khéo đoạn trừ, trạo cử hối quá được khéo nhiếp phục. Do thân dâm hạnh được khéo chấm dứt, do hôn trầm thủy miên được khéo đoạn trừ, do trạo cử hối quá được khéo nhiếp phục, vị ấy được cháy lên không có mù mờ. Sau khi thân hoại mạng chung, vị ấy được sanh cộng trú với chư thiên có hào quang thanh tịnh. Này hiền giả Cách Cha Na, do nhân này, do duyên này, giữa chư thiên ấy sanh khởi cùng trong một thiên chúng, có một số chư thiên có hào quang tạp nhiễm, nhưng có một số chư thiên có hào quang thanh tịnh. Khi được nghe nói vậy, tôn giả Appiya Cách Cha Na thưa với tôn giả Anuruddha, thật lành thay tôn giả Anuruddha, thưa tôn giả Anuruddha không có nói như sau. Như vậy tôi nghe, hay sự việc đúng như vậy? Trái lại, thưa tôn giả Anuruddha chỉ nói,
chư thiên này là như vậy và chư thiên kia là như vậy. Thưa tôn giả, tôi nghĩ như sau. Tôn giả Anuruddha chắc chắn đã sống từ trước, đã đàm thoại từ trước, đã đàm luận từ trước với chư thiên ấy. Này hiền giả Cách Cha Ná, lời nói này của hiền giả đến gần như thử thách tôi phải tuyên bố, nhưng tôi sẽ trả lời cho hiền giả. Này hiền giả Cách Cha Ná, đã từ lâu tôi đã sống từ trước, đã đàm thoại từ trước, đã đàm luận từ trước với chư thiên ấy. Khi nghe nói vậy, tôn giả Phí Giá Cách Cha Ná nói với thợ mộc Banh Chá Canh Gá, thật lợi ích thay cho ông, này cư sĩ, rằng ông đã đoạn trừ được điều nghi ngờ từ trước và cũng được dịp nghe pháp môn này. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu phân đoạn và chú thích Tỳ Kheo Giác Đẳng. Và con đã đọc xong phần kinh văn, chúng con xin được kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi giảng giải bài kinh vừa đọc. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giác. Nó một cái thời gian kính đại lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, như chúng tôi đề cập đến trong phần dẫn dắt bài kinh ngày hôm nay là một giải thích liên quan đến pháp hành và cũng có một chút tế nhị về phương diện mô tả nội tâm để có thể hiểu được điều này đó, thì chúng ta dùng một vài cái khái niệm thường thức ở trong cuộc sống. Ở trong đời sống bình thường của chúng ta thì một con người có cái cuộc sống thì nó có học một lần lượng riêng một cái thứ không có họ có lần mà nó do cái tâm cũng có số mà không cần phải là trong một thế giới bên bông mà chỉ riêng một cảnh giới nhẹ nhàng, nhưng mà bởi vì cái tâm lượng vị này vốn rộng nên vị này ít có đóng khung, ít có hạn chế trong cái nhỏ hẹp. Một cái trường hợp khác chúng ta nói về một người là có cái cuộc sống liên hệ kết nối với quần chúng, với nhiều người, thì người này cái tâm tư học cũng cởi mở, nhưng mà cái rộng lớn họ cái liên hệ quý vị để lượng một vị rộng lớn thì như vậy người ta có thể đánh giá trên hai phương diện là cái tâm lượng, cái cuộc sống rất riêng của người đó, và một bên khác nữa là cái bối cảnh sống người đó nó có đủ và một khi mà họ muốn có một tâm tư tương đối là dàn trải thì họ phải liên hệ với người này người kia, nhưng mà có nhiều người không cần như vậy. Một ẩn sĩ, một bậc môn ni sống ở trong rừng tuy là không tiếp xúc với ai
nhưng mà cái tâm lượng vẫn rộng, vẫn đẹp. Thì chúng ta lấy hai thí dụ này để hiểu về một ý nghĩa của thiền định. Ở trong thiền định thì có hai cái cách để phát huy tam muội định. Một là vô lượng tâm giải thoát. Thì vô lượng tâm giải thoát tức là bốn phạm trú, lấy chúng sanh làm đối tượng. Ở đây chúng ta nói bốn phạm trú là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Tâm từ là tâm mong mỏi cho muôn loài được an lạc, không phân biệt thân sơ, xa gần, lớn nhỏ, thù thế. Tâm bi là mong cho chúng sanh thoát khổ với sự cảm thông sâu sắc. Tâm hỷ là tâm hòa theo cái niềm hạnh phúc của chúng sanh. Và tâm xả là cái tâm an nhiên niềm đặc. Thì cả bốn cái trạng thái này đều là phạm trú, là vô lượng tâm, lấy chúng sanh làm đối tượng. Và một vị tu bốn phạm trú, người tu bốn vô lượng tâm này thì có một điều rất rõ ràng là vị này lấy cảnh, cảnh ở đây tức là vô lượng chúng sanh làm đối tượng. Trái lại thì có những trường hợp khác là một người có một cái cảnh giới rộng lớn, nhưng một cảnh giới rộng lớn nó không phải do cái đề mục như là lấy vô lượng chúng sanh làm đối tượng, mà là một thế giới rất riêng, nhưng mà là cái tâm lượng rất rộng. Và cái tâm này ngài Anuruddha ngài được hỏi, đó là đại hành tâm. Đại hành tâm là một thứ tâm biến mạng. Chúng tôi lấy một ví dụ là có hai người sống ở trên đời mình đấy. Một người luôn đi đó đi, hòa mình với thiên nhiên, với núi cao hồ rộng, và tìm thấy cuộc sống của mình là hòa nhập vào thiên nhiên, vào đại thể. Nhưng mà có những người họ không đi đó đi đây, mà họ sống một thế giới riêng của họ. Họ là thi sĩ chẳng hạn. Chỉ một góc vườn, chỉ một cống hoa, nhưng mà họ cũng có thể trải rộng tâm tư của mình, bởi vì bản chất của họ là. Thì cái chuyện mà đi đó đi đây, đem tâm của mình hòa vào núi cao hồ rộng, những thí dụ như là phát triển tâm muội định bằng vô lượng tâm giải thoát, tức là từ bi hỷ xả. Như một người sống riêng một thế giới, nhưng mà hồn thơ lai láng, chỉ một chiếc lá vàng rơi, chỉ một chiếc hoa trôi theo nước, chỉ một phóng hoa nhỏ bên đường cũng có thể làm cho tâm tư vị này biến mãn với thiên nhiên. Thì được thí dụ như là đại hành tâm giải thoát. Thì thứ gì, hai điểm này được hỏi bởi một người thợ mộc có tên là Panchanga. Ở trong bài kinh này dịch là thợ mộc, nhưng mà thật ra thì đúng là trong cái ngôn ngữ ngày hôm nay thì chúng ta phải gọi vị này một cái chữ trang trọng hơn, đó là gọi là công trình sư. Công trình sư tức là một cái vị mà chuyên về xây cất, và bên chân người làm việc cho vua Pasenadit ở tại mình rất là giỏi về xây cất, có tiếng và được nhà vua vua trọng dụng. Những cái cung điện đời đại của nhà vua là phần nhiều là do Pasenadit từ
sư hay là nhà thầu hay là đi vào. Có nhiều khi ta nói là ở Mỹ ta có những người phát triển địa ốc và real estate developer, chứ cái thử bọc nghe nó rất là người có. Nhưng mà vị này thì được nổi tiếng là cái đủ đường ra có thể là chúng ta được đo với đồ nghề là đo hết. Chúng ta tạm gọi là người có máu nghề nghiệp mà. Nếu đó có chuyện cần thì có đồ nghề để mà sử dụng liền. Có lẽ ngày xưa người ta không có tiện chạy tới chạy lui để lấy đồ đó đo đạc sửa chữa, vẫn thành ra bị đeo cũng năm món đồ nghề. Đồ nghề mà như là chất minh của một người thợ xây cất chất nhỏ gọn tiện sau đó thành ra gọi là bánh chăn cắt. Bởi vì ngoài là một người công trình của vô thì nó đi chỉ còn là một người Phật tử thượng uy tam bảo, đồng thời cũng là một người rất là ưa thích chuyện đàm luận Phật pháp. Thì chúng ta nghe nhiều cuộc đối thoại như là trong kinh Đa Thọ, nghe vị này đến gặp một vị đại đệ tử Phật là ngài Quách Chi Cát, thì nói về Ba Thọ và Đông Thọ không đồng ý với nhau. Rồi cuối cùng câu chuyện đưa đến tay Đức Phật, thì Đức Phật nói rằng ngài có giảng cả hai là Ba Thọ và Đông Thọ. Đây thì không có cái sự tôn giả Anuruddha và thợ mộc bên chân ngắt. Thì thưa quý vị, tôn giả Anuruddha có hai cái phiên âm. Một cái phiên âm là Anuddala. Anuruddha thường là cái bản dịch của ngày Huyền Trắng và ngày Anh Thế Cao thì âm là Anuddala. Nhưng mà trong cái bản của này tôi mới làm thập âm là Analuk. Analuk âm mà đọc theo khẩu âm của miền Nam Ấn Độ, quê hương của ngài tôi mới làm thập nên cái thư âm Analuk hay là Anuddala đều là từ cái phạn văn Anuruddha. Thì tôi giải Anuruddha là một ở trong những vị hoàng tử của dòng Thích Ca đã xuất gia theo Đức Thế Tôn khi mà ngài trở về cố hương Kachila về lần đầu tiên năm thứ hai sau khi mà ngài thành đạo. Và tôn giả Anuruddha được xem là vị có đệ nhất thiên nhãn, tức là bằng thiên nhãn thông người có thể nhìn thấy rất xa, nhìn thấy rất rõ, nhìn thấy rất nhiều những cái thô cái tế. Chúng ta cảm tạm thấy ví dụ là nếu chúng ta không có thần thông thì chúng ta cần phi thuyền, cần những cái dụng cụ đặc biệt để có thể nhìn thấy cái cảnh của hỏa tinh ngày nay được gửi về do cái chiếc xe Perseverance đang thám hiểm hoa tinh gửi về. Nhưng mà ngài thì ngài có thiên nhãn thông thì ngài có thể thấy, có thể không phải là chỉ những cái tinh cầu ở xung quanh thái dương hệ mà có thể nhiều thế giới, nhiều trăm thế giới, cả ngàn thế giới, và ngài có thể nhìn thấy rất xa. Và đây là một cái phước và sự tu tập rất đặc biệt của ngài. Và sau Đức Phật thì không có ai hơn ngài Anuruddha về
Chi Nhãn Thông. Và chính Ngài là người đã đọc được tâm tư của Đức Phật, theo sát tâm tư của Đức Phật khi mà Đức Thế Tôn sắp tiên trình Niết Bàn. Tôn Giả Nandā đã hỏi là Đức Thế Tôn đang ở trong trạng thái nào, thì Tôn Giả Nandā đã nói rằng Đức Thế Tôn đang nhập sơ thiền, sức sơ thiền, nhập nhị thiền, sức nhị thiền, nhập tam thiền, v.v. Và trong nhiều trạng thái nhập liên thiền trước khi viên tịch. Thưa quý vị, đó là một giai thoại xảy ra khi mà Tôn Giả Nandā ở tại thành Xá Vệ. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn ở thành Xá Vệ và công trình sư Bạch Chăng Gá đã đến thành Tôn Giả cùng vài vị tỳ kheo khác. Cho đủ tăng, đủ tăng là từ 4 vị trở lên để về nhà cúng dường trai phạm. Và trong việc cúng dường này, sau khi cúng dường thực phẩm xong đó, thì công trình sư Bạch Chăng Gá đã đưa lên câu hỏi. Câu hỏi này là một cái câu hỏi rất là thú vị về sự định tâm theo hai cái phương cách, gọi là ngoại giới và nội giới. Sự định tâm theo ngoại giới đó, chúng ta tạm gọi sự định tâm theo cảnh. Ví dụ như là mình an trú vào tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, lấy chúng sanh làm đối tượng, đó cũng là một sự định tâm. Và cái định này thì nó cũng có khả năng biến mạng. Chúng tôi tạm gọi là ví dụ như một cái người mà chuyên về từ thiện xã hội, thì trong cái trường từ thiện xã hội đó, họ vừa có tính cách bao đồng và vừa có tính cách tập trung. Bao đồng là do công việc từ thiện đó, họ đi đó đi đây liên hệ với nhiều người, lo lắng nhiều việc như cứu trợ v.v. Nhưng mà trong đó nó cũng có sự tập trung. Sự tập trung đó là chỉ chuyên về từ thiện xã hội thôi, chứ không phải là chuyện ngồi lê đôi mắt mà nay nói chuyện người này, mai nói chuyện người kia mà phân tán. Tại là trong cái sự tập trung đó, nó có sự biến mạng, và trong biến mạng có sự tập trung. Cái này là cái điểm mà tương đối rất là khó nói. Mà Ngài Rút Thác, Ngài phải dùng cái ví dụ là con ruồi đậu trên cái đòn gánh. Đậu đòn gánh thì nó đậu một điểm, nhưng mà cái đòn gánh đi đâu thì con ruồi đi theo đó. Con ruồi đậu một cái chỗ trên đòn gánh đó là định. Mà đòn gánh đi nhiều nơi đó thì giống như sự biến mạng. Khi ví dụ này kể là cũng thú vị. Cái đó gọi là vô lượng tâm. Và cái đại hành tâm đó là cái định nó phát triển dựa trên nội tại. Chúng ta nhớ rằng cái vô lượng tâm thì nó là một thứ định dựa trên vô lượng chúng sanh làm đối tượng. Có nhiều trường hợp một cái vị mà dùng những cái đề mục biến định như là chúng ta nói về một vị tu tập đề mục Kasina màu bằng đất nước lửa gió hư không, thì từ cái đề mục này đó như đề mục hư không thì mình tu tập lâu lấy hư không để biến mãn cả thế giới này, thì những vị này có thể nhìn thấy hư không mọi nơi, hay là màu xanh vàng đỏ trắng, và nhìn thấy cái màu đó biến mãn khắp mọi nơi bao trùm hết. Chúng ta tạm gọi là một cái thứ cảnh chủ quan và cảnh khách quan. Chủ quan là vô là đại hành tâm, và khách quan là vô lượng tâm. Và hoặc giả là chúng ta nói về cái đối tượng là ngoại phần, lấy chúng sanh làm đối tượng, và nội phần là vị này dùng cái tâm điểm nào đó làm đối tượng, và từ cái tâm điểm này
quý vị miên mãn ra. Hay là chúng tôi tạm gọi là trong cái thế giới của học thuật, trong cái thế giới học thuật đó, thì nó có hai loại mà chúng ta gọi là trí văn và trí tư. Trí văn và trí tư thì mình học kinh điển của trí văn á, thì cũng là sự tập trung vào học, nhưng mà mình nghe nhiều, mình lắng tai nghe các vị pháp sư giảng, học ở trong kinh điển, gọi là kiến văn quảng bác, thì nó cũng là một thứ trí, nó cũng là một sự tập trung, nhưng mà cái đối tượng là rộng lớn. Và rồi một cái thứ trí mà có tính cách là mình gọi là trí tư, tức là hay là trí tu, nó là một sự suy tư dựa trên cái tri thức cá nhân. Và trong tri thức cá nhân này nhìn thẩm định, nhận thức về cuộc sống. Thì khi mà chúng ta nói về vô lượng tâm và đại hành tâm đó, thì ở một phương diện nào đó nó cũng mang máng giống nhau cả hai phương diện. Một là về định lực, về sự tập trung. Và thứ hai là biến mãn, tức là tính cách rộng lớn. Nhưng cái biến mãn của vô lượng tâm thì lấy chúng sanh làm đối tượng. Và cái biến mãn của đại hành tâm á, là lấy cái tâm bụi định, là vượt qua những cái ngăn ngại. Ban đầu á, thì quý vị khi mà mình mới tu tập á, thì nó có cái tính cách là hạn chế. Nhưng mà trong cái hạn chế đó, thì về lâu dài đó, nó có tính cách là biến mãn rộng lớn. Cái này mà khi mà bài học ngày hôm nay, nếu mà quý vị nghe thượng tọa từ siêu giảng thì có lẽ quý vị sẽ rất là khó hiểu, là bởi vì thượng tọa sẽ đào rất sâu vào trong cái chi pháp, đào rất sâu vào trong cái chi pháp, đặc biệt về thiền đó. Nhưng mà chúng tôi tạm lấy một số cái thí dụ, và từ cái thí dụ này nó gần gũi trong đời sống của chúng ta. Bây giờ một cái người mà đang sống ở bên ngoài mà muốn đi vào chùa tu á, thì vì nó rời bỏ cái thế giới mà đa đoan muôn chuyện ở bên ngoài mà tập trung vào trong Phật pháp, thì cái sự tập trung học Phật pháp ban đầu á, nó mang tính cách là hạng cục, nó mang tính cách là một điểm. Hồi xưa thì mình hay để tâm vào chuyện văn hóa, chính trị, thời sự, kinh tế, xã giao, thù tạc, mình muốn gần chuyện. Bây giờ thì mình phải bỏ tất cả những điều đó, mình chỉ tập trung vào chuyện học Phật pháp thôi. Nhưng mà khi mình học Phật pháp ở một cái mức độ nào đó đó, thì cái Phật pháp nó không phải là một thế giới riêng, nó không phải là một cái nhìn cục bộ. Học Phật pháp nó không đơn giản là chỉ biết Phật pháp, còn Phật pháp tạo cho chúng ta một cái cơ sở, nền tảng để nhìn tất cả mọi thứ. Mình có thể nhìn sự vô thường qua thiên nhiên, nhìn sự vô thường qua cuộc sống, nhìn sự vô thường qua đại dịch, qua tất cả mọi thứ. Thì Phật pháp bây giờ có mặt ở các nơi. Thì có một dân đầu đầu tiên của chúng ta đó, thì nó mang tính cách cục bộ, mang tính cách là giới hạn một điểm nào đó. Tuy vậy, khi mà nó đủ thuần, đủ mạnh, đủ đẹp, đủ tinh luyện, thì quý vị nó trở thành một cái nền tảng cơ sở để thấy tất cả mọi thứ. Thành ra nó giống như trường hợp mà mình nói rằng ở trong cái trình bày của văn chương, người ta có cách lung khởi và trực khởi, thì có những cái tính cách là quy nạp và chiết trung, có những cái đi từ cái chung đến cái riêng, và có những cái đi từ cái riêng đến cái chung.
đi, không có nghĩa là nó rời rời xa, không nghĩa là mình đi từ cái chung mà đến cái riêng, và rời xa mà không phải đi từ cái riêng đến cái chung, và nó là một cái phiến diện cục bộ, và nó chỉ là một cái phương cách. Ở trong tiếng Anh nó gọi là cái approach, cái phương thức, cái approach, cái phương thức này đó, nó có nhiều cách. Thì chúng tôi lấy ví dụ là một vị tung về tứ vô lượng tâm, thì thứ nhất là đem tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả nghĩ đến muôn loài chúng sanh. Nhưng mà từ cái muôn loài chúng sanh đó thì vị này lại thành tựu được tâm định dựa trên cái sự an trú trong trạng thái muôn loài chúng sanh đó. Rồi cũng có những người khác ngược lại, không lấy muôn loài chúng sanh mà lấy một cái điểm như là đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng, hay là những cái đề mục hoàn chỉnh, chúng ta nói đến 40 đề mục thiền chỉ đó. Thì từ một điểm đó, là vị này biến mãn ra tại một thứ định lực, và nó làm cơ sở để thấy tất cả. Như là một thi sĩ khi mà đã thể nhập vào thế giới của thơ rồi, thì thơ gì rất là chủ hồn, thơ là cái gì rất là chủ quan, nhưng mà vì đấy thấy cả thế giới này đều là dụng về thơ hết. Thì về điểm này đó, thì đó là một cái phương thức, một cái approach ngược lại. Chúng tôi không có đào sâu vào cái đại hành tâm và vô lượng tâm, bởi vì nó có cái tính cách chuyên môn. Khi mà mình học về thắng pháp đó, giờ mình học về tâm, tâm sắc giới, tâm vô sắc, thì chúng ta hiểu. Và cả hai nó đều là thiền định hết. Cả hai thiền định. Thì câu hỏi này thì tương đối là nó rất là tế nhị. Nhưng mà rất là thú vị, khi mà tôn giả Anuruddha ngài giải thích điều này đó. Ngài giải thích điều này thì ngài lại dùng một số cái kinh nghiệm cá nhân của mình. Kinh nghiệm cá nhân, tại sao chúng ta gọi là kinh nghiệm cá nhân, là bởi vì ngài là một vị đệ nhất về thiên nhãn, từ thành xá vệ, từ am thất của ngài, từ một cái chỗ ngồi rất là riêng, và ngài có thể thấy những chuyện rất là xa, và kể cả chư thiên ở trên các cõi trời. Thì ở đây ngài đề cập đến những lời chư thiên có hào quang, thì trong bản dịch gọi là chư thiên. Thì chư quý vị ở đây chính thật ra đề cập đến các vị phạm thiên, và ở những cõi trời giống như là Quan Âm thiên, Tiểu Quan thiên, Vô Lượng Quan thiên. Trong hiện tượng vật chất ấy, thì quý vị cái đơn vị vật chất mà tương đối là tế nhị, nhẹ nhàng nhất là thuộc về quang học. Chúng ta nói ánh sáng là hiện tượng vật chất rất là thì ở trong kinh cũng đề cập rằng những cái cảnh giới cao của chư thiên, của phạm thiên ấy, thì chú quý vị cái sự hiện hữu của tất cả chúng sanh đó nó là cái sự nó là một cái trong trạng thái liên quan đến ánh sáng, và tùy theo cái khuynh hướng tu thiền, cái phước tầng thiền, chư vị phạm thiên đó, đôi khi cái thân có nhiều khi màu thuần tịnh, có nhiều khi có màu rất là tạp nhiễm, có những màu giới hạn, có những cái màu mà rộng lớn. Thì chúng ta nghe những cái từ ngữ nói về các cõi phạm thiên như là Tiểu Quan thiên, Quan Âm thiên, Vô Lượng Quan thiên, vân vân. Hôm nay thì chúng tôi không có ý đi vào đầu vào chuyện đó. Thì Anuruddha này cho biết rằng cái hào quang của chư vị phạm thiên này, của các cõi này đó, nó đều dựa vào
cái sự tu chứng và cái nhận thức mang tính cách là chủ quan của chư thiên đó. Lấy một cái ví dụ là tất cả chúng ta đều có những ngọn đèn, như là quý vị đi chùa mà có những lúc dân đèn đều đi bằng ngọn đèn, thì có hai cách để mà chúng ta nhìn vào ánh sáng ban đêm. Chúng ta nhìn vào ánh sáng của những ngọn đèn từ cái góc cạnh chủ quan của mình. Cái ngọn đèn của mình là sáng hay không sáng, mờ hay tỏ. Và chúng ta cũng có thể nhìn ánh sáng qua cái sự kết hợp của tất cả những ngọn đèn. Hôm nay là đại lễ Rằm Tháng Giêng, ở trên bàn thờ có 108 ngọn đèn được thắp lên, ở cả cái chánh điện và phật đường đẹp. Là có những người nhìn cả ánh sáng từ sự kết hợp của tất cả ngọn đèn, và có những người nhìn ánh sáng từ một ngọn đèn. Cái loại đèn này đó là đèn dầu, đèn điện, và cả ánh sáng nó như vậy. Thì dầu từ cái nhìn đến cái chung, đến cái riêng, hay riêng đến cái chung đó, thì đều là nhìn vào ánh sáng. Và điều đó có cái tác cách là của tâm định. Thì tâm giả anh đưa ra dùng cái ví dụ này để giải thích cho thợ mộc Phan Trăng đó, là tại sao trong thế giới của tâm định nó cũng có nhiều cái phương thức nhìn, nhiều góc cạnh, hoặc là nội giới, hoặc là ngoại giới, hoặc là nhìn từ góc cạnh này góc cạnh kia, những điều là định. Và hai cái định mà cái người thợ, người công trình sư này đưa ra đó, đó là vô lượng tâm định và đại hành tâm định. Thì thưa quý vị, người công trình sư, cái vị công trình sư này đó vốn là một người Phật tử, trọn tin ở Tam Bảo, và thường lưu tâm về pháp hành rất là, và tôn giả anh trả lời một cái rất là chuyên môn, nhưng mà do trả lời về tâm định thành ra tôn giả lại sử dụng hình ảnh của chư vị Phạm Thiên á, ở cõi đất cõi trời, như là Tiểu Quang Thiên, Vô Lượng Quang Thiên để làm ví dụ. Thì lúc bây giờ nhân đó đó, thì có một vị tỳ kheo đi chung, vị này là Apiya Kachana. Thì vị tỳ kheo này mới nên là một câu hỏi, và thật ra câu hỏi này không nên nêu lên. Câu hỏi này là: như vậy có phải tôn giả Anuradha đã từng cộng trú với chư thiên không? Thì thưa quý vị, trong cái luật, giới luật của một vị tỳ kheo á, là nếu một người không có những cái pháp thượng nhân như là thần thông, thiền định, đạo quả, mà cố ý để khoe rằng mình có thần thông, thiền định, đạo quả, thì phạm cái tội rất là nặng, rồi tội Pa-la-di. Nhưng mà nếu vị đó có thần thông, có những cái chứng đắc của bậc thượng nhân, mà vị đó lại nói cho người khác biết, mà cố ý để khoe mẻ đó, đúng cố ý khoe cái mà mình thật có đó, thì không có gọi phạm Pa-la-di mà phạm ứng đối trị. Và một vị thánh nhân đó, thì luôn luôn tuân thủ những cái luật của Đức Phật này đưa ra. Do đó trong câu trả lời của tôn giả Anuradha là một câu trả lời rất khéo. Ngài không có nói rằng Ngài đã từng cộng đúng với chư thiên, mà Ngài chỉ nói rằng những gì mà Ngài biết đó, là Ngài biết như thật. Ngài nói là nói như thật. Thì qua đó nó lại có cái hàm ý rằng Ngài đã thực sự
thành sự cộng trú, thành sự thấy, và thấy bằng cái pháp thường nhân thần thông. Thì điểm này là điều rất là thú vị. Một số các vị làm sớ giải đó thì cho rằng tôn giả Abhiya Kacchana đã có một câu hỏi mà không nên hỏi. Chúng ta tạm gọi ngày nay là một câu hỏi khiếm nhã. Nhưng mà những vị khác thì không đồng ý. Tức là giữa tôn giả Abhiya Kacchana chỉ là một câu hỏi thân tình. Nhưng mà từ câu hỏi này thì tôn giả Nuri Thát đã trả lời rất khéo, và đồng thời làm cho người thợ, cái vị công trình sư của Mô Ba Tư Nặc rất là hoan hỷ. Một câu trả lời rất là hoan hỷ. Thì thưa quý vị, chúng tôi muốn trả lời ý nghĩa của bài học ngày hôm nay. Trong bài học này, chúng ta nghe một câu hỏi và câu trả lời về một đề tài tương đối rất là chuyên môn về tâm định. Thế nhưng nó lại liên hệ đến một cái ý nghĩa mà thường gây rất nhiều tranh luận ở trong thiền tông. Đó là tâm và cảnh. Định lực được phát huy dựa trên tâm và lực phát huy dựa trên cảnh, nó mới nghe xem ra thì hai cái nó khác nhau. Chúng tôi có từng kể cho quý vị nghe một câu chuyện ở trong thiền tông, là có hai chú tiểu đã cãi nhau về tâm động và cảnh động và phấn động. Thì câu chuyện truyền thống rất là quen thuộc, là có một một giai thoại như là một công án thiền. Hai chú tiểu hỏi với nhau là tâm động hay là phướng động. Nếu nó phướng mà nó động mà không có tâm biết thì nó đâu có đâu đâu gọi là phướng động được. Là nó phướng động hay không động là do tâm biết. Rồi người nói rằng nếu có tâm mà không có phướng động thì lấy đâu động, thành ra một bên đó là tâm động, phướng động, tức là bên đó tâm và cảnh. Thì cho nên biết cô Hòa Thượng Tịnh Đức á, Hòa Thượng cũng có cái tính hay coi hài. Hòa Thượng nói rằng, Hòa Thượng thêm một chút tình tiết, Hòa Thượng nói rằng, rồi hai chú tiểu cãi nhau, rồi không đồng ý là đánh với nhau. Rồi đem tới vị thiền sư, thì vị thiền sư nói không phải là tâm động, hay là phướng động mà mồ mả nhà hai ông động đánh nhau vậy. Thì thưa quý vị, câu chuyện về tâm động và phướng động ở đây đó thì nó lại nói trên cho chúng ta một cái ý nghĩa về tâm và cảnh. Về tâm và cảnh ở trong thế giới của định đó thì có cả hai trường hợp. Trường hợp tâm, tức là lấy một một cái đối tượng mà sư trưởng gọi là chiếu kiến nghiệp xứ hay là kamathana. Kamathana có nhiều khi quý ngài ngày xưa, những người hậu tông này, những chữ gọi là đề mục định, đề mục định, chúng ta tạm gọi là một cái tiêu điểm đi tập trung. Tiêu điểm đi tập trung. Thì cái tiêu điểm tập trung đó đó, nó mang tới cái nhất điểm, mang cái là nội tại. Một điểm, ví dụ như lấy đất, nước, lửa, gió, xanh vàng, đỏ, trắng, hư không, vân vân. Một điểm, nhưng mà ngoài ra nó còn có lấy cả một thế giới làm định. Cái thế giới đó chúng ta nói về từ bi hỷ xã, chúng ta nói về không vô biên, tức vô biên, vô sở hữu, phi tưởng, phi tưởng,
Tức là có một thứ tâm định thì dựa trên một cái cảnh rất rộng, và có những tâm định tập trung vào một cái cảnh rất riêng, mà dù rất riêng hay là rất rộng đó, đó đều là tâm định. Nghe nó hơi mâu thuẫn phải không? Dạ, nghe rất là mâu thuẫn. Nhưng mà hồi nãy chúng tôi có nói quý vị là có thể có một người đọc thi sĩ á, thì do cái hồn thơ rất là chủ quan, thì dù là họ sống một thế giới rất riêng họ thì họ vẫn lai láng hồn thơ. Có những người khác là họ thích gần với thiên nhiên, đi đó đi đây, sống với thế giới mênh mông, nhưng mà trong thế giới mênh mông họ cũng tìm thấy được hồn thơ. Thật ra cái phương diện tâm á, thì dù là vô lượng tâm hay là đại hành tâm á, thì nó đều đạt đến cái cảnh giới mà đạo Phật gọi là biến mãn. Biến mãn tức là tâm dàn trải, tâm trải rộng. Và cái trải rộng ở đây là trải rộng của định, của tâm mùi định, của samadhi. Thì về điểm này đó, nó lại đòi hỏi cái khả năng của một con người. Khả năng con người. Có những con người lập thân ở trong đời này đó, là do quảng giao, tức là họ giao tiếp rộng, liên hệ nhiều người, họ là người đa tài đa năng, làm nhiều việc khắp nơi, khắp chúng, nhiều người thì họ cũng phát triển được. Nhưng mà lại có những người chỉ tập trú vào một lĩnh vực nào đó, một cảnh giới nào đó, một cái sở đắc, một cái kỹ năng nào đó, thì từ chỗ đó phát triển rộng ra. Chúng ta không nên đóng khung trong cái quan niệm của mình là chỉ có thế này, chỉ có thế kia. Thành ra mặc dù đại hành tâm và vô lượng tâm định và đại hành tâm định có vẻ như là mâu thuẫn, có vẻ như trái chốc lẫn nhau, nhưng mà nó không có vấn đề. Nó rất là tự nhiên ở trong cái thế giới của tâm thuật, cái thế giới của tâm thức, thế giới của thiền, thế giới của nhận thức. Như khi nãy chúng tôi nói rằng ở trong văn học thì dù là mình nói theo cách quy nạp hay là chiết trung, thì rồi đường nào cũng đến La Mã, tức là nói tôi vẫn là nói, nó chỉ là từ cái gốc thôi, và từ cái chung đến cái riêng, cái riêng đến cái chung. Chúng ta đừng có đóng khung quá, đừng có hạn chế ô cái này chỉ có cái này đúng, cái kia sai. Thật ra tôn giả Anuruddha phải xác nhận rằng hai cái đó khác nhau, nhưng mà trong cái khác đó nó vẫn có cái giống nhau. Và tôn giả đã đưa ra nhiều cái thí dụ, thì chúng tôi hy vọng rằng mặc dù câu hỏi của vị công trình sư của vua Ba Tư Nặc và câu trả lời của ngài Anuruddha nó có tính cách là liên hệ đến một đề tài không có quen thuộc với chúng ta, nhưng mà là người học Phật thì dựa lên trên đó chúng ta lại có thể nghiệm ra một số điều rất là lợi lạc liên quan đến một cách cụ thể trong đời sống hàng ngày. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi tạm ngưng cái bài nói chuyện ở tại đây để có một vài câu thảo luận với quý Phật tử, và xin lỗi, thảo luận với chư vị giảng sư. Và sau khi quý ngài trả lời xong mà còn chưa giờ thì chúng ta sẽ trở lại ở cuối bài học này để có một vài chia sẻ trong ngày hôm nay. Và rất là khoa nghĩ hôm nay trong buổi học thì có thấy sự tỏa tự quyền vào, và không biết lát nữa có chuyên vị giảng sư nào khác vào để giúp, nhưng mà có tự quyền có sự thông thì chúng ta sẽ có một thảo luận với hai ngày. Và thưa tự quyền, thưa tỏa khoa nghĩ cho biết một điều rằng có nhiều người đặt vấn đề là trong sự tu tập đó thì rất là quan trọng cái tâm lượng của mình rộng hay là hẹp. Nhưng mà cái tâm lượng rộng hay hẹp á, nó có quan trọng gì ở phương diện nào, và nó không quan trọng ở phương diện nào? Xin cái tên thưa tỏa tự quyền.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Đại gia đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và chúng tăng, kính lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đức Tự Tri Sư Nguyên Thông cùng chư tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, kính bạch quý ngài cùng quý vị, có thể nói rằng nếu mà chúng ta tu tập á, chúng ta cho nó là một cái, chẳng hạn như là về cái tâm mà chúng ta tu tập nó rộng lượng, nó khoáng đại, nó khắp cùng. Như là chúng ta thấy như trong kinh văn chúng ta đã biến mãn. Từ cái từ biến mãn khắp cùng thì phải nói rằng là cái từ này để tu tập về thiền hay là tu tập về từ tâm hay bi tâm hay xả tâm hay các đề mục quán về tứ đại vân vân, thì phải nói rằng cái sự rộng lượng đó nó phải là cái tâm mình nó vô cùng. Hay là chúng ta ví dụ như bây giờ cái tâm mình chia phước đi, chia phước cho tất cả chúng sinh, nó sẽ tốt hơn là cái tâm mình chỉ ở một người thân thuộc nào đó của mình. Thường thường bởi vì luôn đến tất cả chúng sinh, những ai mà nhận hiểu biết được. Ví dụ như bây giờ chúng ta làm cái phước hồi hướng, cứ như chúng ta cúng dường, chúng ta trai tăng cúng dường. Thường thì chư Phật tử cứ nghĩ rằng mình cúng dường mà hướng cho người A, người B, người C. Hôm nay là mình làm phước cúng dường như vậy. Nhưng sự thật ra mà nói, hôm nay mình cúng dường đó là ai cúng dường? Là chúng ta. Chúng ta là thí chủ, chúng ta là người cúng dường. Thì chúng ta cúng dường cho ai? Cúng dường cho tăng. Vậy thì tăng này nhận cái sự cúng dường đó, rồi chúng ta nghĩ rằng hôm nay chúng ta làm phước cho người đó, cho nên người đó có phước. Thí dụ thân bằng nguyên thuộc là ông bà, là cha, là mẹ, là thân thuộc của chúng ta, hay các bậc thầy tổ như chính mình vân vân. Thì cái tâm của chúng ta đó, chúng ta chỉ nghĩ, chúng ta nhớ là chỉ làm cho họ, chứ sự thật ra là trước chúng ta làm, chúng ai có phước trước, chúng ta phải có phước. Từ cái phước mà chúng ta làm bằng thân, bằng khẩu, bằng ý mà vật cúng dường đó, tức là cơm nước bánh trái vân vân, thì cái sự cúng dường đó chúng ta hướng tâm đến cho quyến thuộc, thì trước nhất chúng ta có phước. Về như kinh văn, quyến thuộc của chúng ta nghĩ tưởng tới thân bằng quyến thuộc chúng ta ở kiếp này, những điều chúng ta còn phải nghĩ, chúng ta phải nghĩ rằng là nhiều kiếp về trước nữa, nhiều kiếp trước nữa, chính họ đã có cái tâm mà là cha, là mẹ, là thân mà là quyến thuộc của chúng ta rồi. Thì chính nếu chúng ta có một sự suy nghĩ như vậy thì chúng ta nó là một chuyện khác. Còn nếu như chúng ta suy nghĩ rằng chỉ cho cha, cho mẹ, cho người thân của chúng ta ở kiếp này thì nó là một chuyện khác. Cho nên vì vậy đây là một điều mà hết sức là đặc biệt. Cái tâm mình rộng lượng, cha mẹ của tiền thân, các bậc thầy tổ của tiền thân, và từ tiền thân chúng ta đã nợ nhiều áo cơm đối với những người cha, đối với những người mẹ, đối với những người anh em, đối với những người thân thuộc, hay tất cả chúng sinh là bè bạn, tất cả là hữu duyên với chúng ta, hay là những người không duyên nhưng họ đang cần cái tâm cầu đó, thì chúng ta khởi cái tâm rộng lượng thì phước báo nó sẽ vô lượng, và tất cả chúng sinh nó sẽ được thọ nhận. Khi họ thấy cái tâm, mà phải do tâm của chúng ta hướng nguyện. Bởi vì cái chỗ mà một trong những cái mà hồi hướng đó, tức là một công đức phước. Nó là như vậy, hồi hướng là một công đức phước. Hồi hướng công đức để cải chính đi chứ. Dạ, xin dạ, xin muốn đi chạy chút xíu. Dạ, alo. Đúng rồi, 41. Sài 41. Đúng rồi, đúng nghe đó. Dạ dạ vậy nha. Ok vậy nha, vậy nha. Tôi đang bận. Ok. Giống màu vậy luôn. Dạ xin cáo lỗi đây chúng.
Thì kính thưa quý vị, tất cả chúng sẽ được nhận khi tất cả chúng quanh chúng sinh ở ngay lúc đó sẽ được nhận. Chúng ta nhớ ở trong kinh văn dạy rằng các hương linh thường thường vân tập các đạo tràng để trông chờ được hưởng phước thí. Nhưng vì kém phước duyên, người chúng ta quên lãng. Nhiều khi chúng ta cũng nói thành thật luôn, nhiều khi chúng ta hưởng cha mẹ hiện kiếp này chưa chắc cha mẹ hiện kiếp đó có mặt. Những điều nhiều khi cha mẹ quá khứ có mặt, các bậc thầy tổ, anh em, những người thân thuộc hay những người bè bạn chúng ta có mặt ngay, có ngay lúc đó đó quý vị. Thì chúng ta làm phước thì chúng ta hồi hướng đã có cái phước báo vô lượng, như là một ngọn lửa mồi qua cho các ngọn lửa khác, cái phước này đem chia, đem gửi tới, đem hướng nguyện tới cho họ, chia phước báo cho tới họ, thì như nhiều ngọn lửa được mồi ra nó sẽ sáng rực. Thì như thế đó, đó thì ở đây cũng vậy, tâm của chúng ta không có hạn lượng, mà đó cũng thể hiện cái từ tâm, cái bi tâm đối với tất cả chúng sinh. Thì cũng vậy, cho nên Phật giáo rất là quan trọng, rất là quan trọng đối với cái tâm vô lượng vô biên. Và một trong những cái mà cái parami đó, mà được một cái parami đó là cái tâm mà chúng ta gọi là cái tâm Bồ Tát đó, đó là cái tâm rộng lượng, cái thân không có hạn cuộc, cho rằng đây là thân thuộc, tôi phải cho, tôi phải làm, hay tôi giúp đỡ cho những người thân thuộc của mình, là chúng ta còn bị cái gì? Còn bị phân biệt, còn bị giới hạn. Còn với cái tâm Bồ Tát, dù cho người ta có như thế nào đó thì cũng như thế. Và cái tâm tu của chúng ta như vậy, nếu chúng ta biến mạng, nếu chúng ta có đủ khả năng thì chúng ta nó vô lượng, nó không có bị hạn lượng. Mà không bị hạn lượng như vậy, để nó đến cái tâm nó cái tâm đáo đại, nó lớn lao và nó khắp cùng, chứ không có kiểu như là mà nó ở một cái giá trị nhỏ. Và như thế nó cũng là cái nhân duyên, tất cả chúng ta nó rất là xem nhẹ đối với những cái gì mà nó tiểu tiết, nó đơn đã, nó một mình. Mà ở đây có nghĩa là chúng ta làm việc nó mang tính đại thể chúng sinh, thể hiện cái tâm khắp cùng, cái parami nó nằm chỗ đó, nha. Cũng như là cái tâm như mà chúng ta mới tiến tu một cách tức là cao cả. Chúng ta đi một cái đường rộng thì cái tâm của chúng ta phải có cái tâm rộng. Cũng như quý vị biết, thí dụ như là cái sự bố thí, cái sự cúng dường hay cái sự chia sẻ cho người mà chúng ta làm hết sức chứ không có giữ lại, buông bỏ, là chúng ta làm bằng tất cả cái tấm lòng để mong cho mang tính đầy đủ, cái tâm của chúng ta lớn như vậy. Bởi vì nhiều khi á, cái của thì tơ tóc mà nghĩa so nghìn trùng, đến cái tâm, cái tình nó đến một cái vô lượng vô biên của tất cả chúng ta. Chứ còn ba cái tiểu tiết thì chúng ta bỏ qua đi, không có nhầm nhò gì hết. Và là một người làm cái việc lớn thì người ta không có chi tiết nhỏ nhặt được, mà những người có chi quá nhiều chi tiết nhỏ nhặt thì người đó không có thể bơi ra biển lớn, không có cái tâm đại thiện mà nó học trí tuệ, hay cái đại thiện mà nó đáo đại được. Mà khi khó có những cái tâm đại thiện đáo đại thì khó có tâm đại thiện siêu thế, khó lắm. Mà chúng ta phải dựa tâm đại thiện dục giới đáo, rồi tâm đại thiện đáo đại, tức là nói sắc giới và vô sắc giới, mà từ đó chúng ta mới là dẫn tâm của chúng ta vào đại thiện siêu thế được, bằng những cái việc làm như bố thí, như là trì giới, tu tiến, cung kính phục vụ, hay là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, cũng vậy, khắp cùng. Cái vô lượng tâm, bởi gọi là vô lượng tâm, tức là chúng ta không thể đo lường được. Một cái con người mà ti tiện, keo kiệt, bỏng sẻn thì rất là tồi tệ so với một người buông bỏ và xả ly tất cả. Hai cái trạng thái này cũng như là thiện và ác, bờ này bờ kia, thiện và ác coi như ở dưới mặt đất này và ở như ở trên trời vậy đó, nó xa, thật là xa như vậy. Thì cái tâm của người Phật tử rất là quan trọng, rất là đặc biệt, chúng ta cần phải có mở rộng ra và cho nó khắp cùng, cho nó đại lượng,
và nó vô lượng. Chứ không, không là đại lượng, nó chỉ là lớn không mà là vô lượng luôn. Vô lượng luôn. Cho nên người tu rất là quan trọng. Cũng như cái sự kham nhẫn, cái sự đối diện, chúng ta phải chấp nhận tất cả. Như là voi ở chiến trường, hứng chịu tất cả những mũi tên. Khi xung trận rồi thì hứng chịu tất cả. Cái tâm của mình á, mình làm việc cũng vậy, phải chịu đựng bằng cái sự kham nhẫn, bằng cái sự buông rãi, bằng cái sự tha thứ, bằng cái sự từ bi, bằng cái sự hỷ xả. Nó khó lắm, nhưng điều mà phải tập cái tâm như vậy rồi tất cả cũng sẽ thành tựu được. Bởi cái tâm này nó rất là nhỏ, nó rất là hẹp, nó rất là bỏng sẻn, nó rất là ti tiện, nó rất là ác xấu. Và cái tâm này cũng rất là lớn, cũng rất là rộng, nó rất là đại thiện, nó rất là tốt đẹp, thiện lành, cũng do tâm của mình. Nếu như tâm mình tu tập, nếu biết khéo sử dụng, nếu như tâm được tu tập, tâm được tu tập, tâm được khéo sử dụng thời sẽ được kết quả lớn. Thì cũng như thế đó, tâm của người đệ tử nó rộng rãi, nó khắp cùng, thì chúng ta sẽ được tốt đẹp. Chúng ta phụng sự cho Tam Bảo, vì Tam Bảo phụng sự, không phải vì một cá thể, không phải vì một người, mà chúng ta vì thương hay vì thích, vì mến, mà thương thì chúng ta bị một tình huống như thế này. Mà tâm của chúng ta phải phụng sự Tam Bảo, nó đại lượng, nó khắp cùng, thì nó không có một cái giới vức, nó không có hạn lượng, và nó không có một cái cá thể. Thì tâm đó chính là nó khắp cùng, nó rộng, nó lớn. Đây là một cái điều rất là quan trọng với người Phật tử. Cũng như bây giờ quý vị kính trọng Tăng, là đó phải là một vị hòa thượng, một vị thượng tọa, một vị giảng sư, một vị thiền sư, pháp sư vân vân. Đó là thầy mình, đó là sư phụ mình, đó là người ân của mình, là chúng ta chỉ biết tôn trọng. Còn những người khác thì như chưa hề quen nhau, thì đó là chúng ta bị giới hạn vô cùng. Còn nếu như mà chúng ta kính trọng cái giá trị Tam Bảo nó chung hết đó, thì nó rất là tốt đẹp, làm cho tâm của chúng ta nhiều, được nhiều lợi ích lớn, được nhiều kết quả lớn. Mình làm mà mình không cần phải suy xét, bởi vì có đối tượng là đại chúng tăng, chứ không phải là một người. Thì tâm của chúng ta, cái phước của chúng ta nó cực kỳ lớn. Bởi vì cái phước đó đó, chúng ta nhớ là nó mới vô lượng công đức, nó mới vô phân biệt, mới hướng tâm đến quyến thuộc. Quý vị nhớ, khi chúng ta làm phước cúng dường cho quyến thuộc, hôm nay nó có sư nhà không, có thầy nhà không, có sư phụ nhà hay không thì chúng ta mới làm. Còn không có sư phụ thì chúng ta không có làm, có thầy mình mới làm, còn không có thầy mình không có làm. Thì đó là chúng ta phân biệt. Mà phân biệt như vậy, dẫu cho tổ chức có 1000 vị luôn, mà tâm của chúng ta phân biệt lớn nhỏ, nếu ước lượng trên kinh văn, chúng ta bị cái tâm phân biệt, dẫu chúng ta làm phước tới 1000, 1 triệu vị cũng không đến, nuôi thì không đến với thân nhân của chúng ta nha. Còn chúng ta làm chỉ một vài vị thôi, một vị chúng ta cúng dường, không kể là cao hạ, trung hạ hoặc là mới tu gì cả, mà chúng ta hướng đến tăng cúng dường vô phân biệt. Đây, cái vô phân biệt đó, nói cái tâm của chúng ta không có bị hạn lượng, không có bị hẹp, mà tâm rộng vô cùng. Tâm chúng ta hướng đến đại thể thì quyến thuộc của chúng ta mới nhận. Đây là kinh văn Phật ạ. Cái bài kinh mà hướng cho quyến thuộc á, trong cái bài kinh mà hướng cho các như ngạ quỷ, các vong linh đó, chúng ta nhớ như vậy nha. Đó là cái bài Terukude đó, và nó là mà chúng ta thường nghe chưa tăng đọc á, cúng dường vô phân biệt đến đại chúng tăng già. Cái câu này rất là hay. Một cái bánh củ khoai chúng ta cúng dường, nó vô phân biệt, nó được đặt khi nào nè. Cả một cái cuộc đại thí cúng dường
Mà nếu như chúng ta cá nhân tuyển thấy, sự thật chúng ta thấy nó rất là ghê gớm, rất là ghê gớm. Như sự thật ra nó rất là hạn hẹp quý vị, hạn hẹp trong tâm của mình nè. Mà cái tâm của mình, cái tâm của người, cái tâm thí của người rất là quan trọng để mang tới cho quyến thuộc của mình. Và từ chỗ đó đối tượng chính là tăng, phải tăng thí cúng dường mới hồi hướng đến cho quyến thuộc. Còn tất cả các vị thí khác, chúng ta nhớ nha, một đồng cúng dường đến đại chúng tăng mới tới quyến thuộc. Còn 1 tỷ, 1 triệu luôn cúng dường, xin lỗi, làm các vị từ thiện chỉ là phước báo cho chúng ta thôi, phước nhân thiên thôi. Thương toàn chương quyền khoan hỷ sau lời biết ở trong lớp học không còn nghe gì nữa. Xin kính chào thương toàn. Dạ, quý vị nghe được rõ chưa? Dạ, quý vị nghe chúng tôi nói rõ không? Dạ, dạ cảm ơn Phong Lan, cảm ơn Châu Phan, còn cảm ơn thương toàn cùng đại chúng. Thì kính thưa quý vị, đây là một điều rất là quan trọng. Chúng ta nhớ rất là quan trọng. Cho nên vì vậy, vai trò của một người Phật tử phải nói rằng là cái tâm mà rộng lượng, cái tâm lượng nó rộng hẹp có quan trọng đối với người tử, rất là quan trọng. Nếu như tâm hẹp thì chúng ta không xứng đáng là một người tu Phật đâu. Mà cái tâm của người tu Phật, cái tâm phải buông xả, cái tâm ít giận hờn, cái tâm thiểu dục, cái tâm ít sân, cái tâm mà cái tâm đoạn diệt, cái tâm buông bỏ, cái tâm tha thứ và cái tâm vô lượng. Nhớ luôn, đó là như vậy đó. Bởi vì cái tâm của Phật nó đại bi, vô lượng vô biên, và nó khắp cùng. Chúng ta thấy Đức Phật này không phân biệt, thì cũng vậy, không phân biệt. Đó là vua chúa ngài mới tế độ hữu duyên với ngài. Còn những người tiện dân, những người mà nghèo khổ không có ai hữu duyên với ngài, người đó dù là người nghèo khổ ác xấu, là những người tội phạm, nhưng có duyên với ngài, chính ngài sẽ chuyển hóa cho họ được tốt đẹp. Ở đây chúng ta thấy từ cái sự vô lượng của Đức Phật đó mà chúng ta cũng tập cái tâm biết tha thứ cho người, đón nhận cái nghiệp của mình để tha thứ, đón nhận cái nghiệp cái quả của mình để tha thứ cho người, biết buông bỏ, biết chia sẻ niềm đau nỗi khổ, cái vui cái buồn, mang cái vui đến cuộc đời và cùng để chúng ta giúp cho họ vượt qua những cái điều khổ hải, những cái điều bất tội nguyện, thì đấy mới là cái tâm Bồ Tát. Bởi vì chúng ta là người Phật tử, tức là người con Phật, thì chúng ta hay là người tu Phật, thì chúng ta đi theo Phật là chúng ta giới, là chúng ta phải chấp nhận tập cái tâm nó khắp cùng, nó rộng khắp, nó biến mãn là như thế. Kính bạch thượng tọa, đây chính là cái câu trả lời của chính con. Nếu có gì cần bổ túc, từ kính cung thân thượng tọa. Nam mô Bố Tha Giả. Sa tu kính trình chư tọa trực quyền. Sư Nguyên Thông ơi, Sư Nguyên Thông có ở trước máy và nghe được không? Nếu Sư Nguyên Thông nghe được, Sư Nguyên Thông trả lời cho câu tối lần tiếp theo. Dạ, Sư Nguyên Thông, ở trong Phật giáo thì chúng ta hay nói đến định, định lực hay là tu giới định huệ. Và ở đây có một câu hỏi rằng, có nhiều người không có quan trọng về cái khả năng tập trung, nhưng mà Sư là một người sống ngoài đời ở trong đạo, sống ở trên phương diện tu tập cũng như phương diện giáo dục đó. Thì cái khả năng tập trung đối với đời sống tinh thần của mình nó có ý nghĩa gì thế nào, nó quan trọng như thế nào? Xin kính thỉnh Sư Nguyên Thông.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con là Nguyên Thông. Con xin tuân lệnh sư phụ cho đáp án cho câu thảo luận số 2, hỏi rằng khả năng tập trung có giá trị gì đối với đời sống nội tâm? Kính thưa sư phụ, con thấy rằng cái khả năng tập trung đó là một cái khả năng mà một cái người Phật tử cũng như tu sĩ phải có dày công mới có khả năng cái tập trung được. Cái concentration đó là cái tập trung chú nguyện vào một cái điểm nào đó, cái gọi là một cái điểm mà tập trung, hay là một cái tư tưởng, một cái tư duy, hay là một cái quan niệm nào đó. Đó là một cái khả năng, mà cái khả năng đó phải do luyện tập, chứ không phải là mình có thể là nói mình tập trung là tập trung, là bởi vì phải con nhờ có cái công lực, mà cái công lực đó mà tập trung chú ý vào cái tâm đó, cái điểm đó, cái tư tưởng đó, thì do cái sự tập trung đó nó mạnh, cho nên ta gọi là cái nỗ lực, hay là trong cái danh từ nhà nghề nó gọi là cái vô gián định, tức là một cái định mà vô gián để một thời gian lâu rồi đó, thì cái tâm đó mới mạnh. Thì cái tâm lượng rộng hẹp đó là cái tâm mà định như vậy đó, mình tập trung như vậy đó. Kính thưa sư phụ, là con nghĩ rằng mình phải có cái định lực đó, và nếu mà có cái định lực đó thì con nghĩ rằng nó cái kết quả của nó, sự thật là đây là do cái sự suy luận và sự suy nghĩ, nhưng mà sự thật con không có cái khả năng mà nói điều đó là đúng hay không đúng. Sự thật là phải nó như vậy, là vì con chưa có chứng thiền mà cũng chưa có chứng quả, thì những cái điều này là do học mà nói, đọc kinh mà nói. Cho nên là cái khả năng tập trung có giá trị gì đối với đời sống nội tâm, thì đó rằng con nghĩ rằng cái khả năng tập trung này nó có giá trị đến đời sống nội tâm của người có cái tu tập đó. Người mà không có tu tập thì không nhớ lâu, và không có cái sự chân thật của cái sự quyết tâm đó. Vì khi mà có cái tập trung mình ghi nhớ đó, thì nó sẽ trở thành một cái lực của mình, cái khả năng của mình. Và khi mà mình tập trung, mình chú nguyện, cũng như khi mình làm một cái điều, một cái thiện sự rồi đó, mình nguyện mình hồi hướng, thì cái điều này mình phải nói là cái vấn đề là mình cúng dường trai tăng. Thì khi mình cúng dường trai tăng rồi, mà khi mà chư tăng mà tụng kinh đó, thì mình muốn hồi hướng cho ai, mình nghĩ nhớ nghĩ đến người đó, và mà tập trung tư tưởng hồi hướng đến người đó với cái sự tập trung của mình, là con được học như vậy. Thì do đó cái khả năng tập trung của chúng ta đó, thì mới có cái sự việc là hy vọng rằng cái người mà mình hồi hướng, cái phước báo mà mình đang làm ra, đã tạo ra được đó, thì người đó có thể nhận được. Vì vậy cho nên có cái bài câu, có cái bài kinh là nếu đắc khí na đa ná, mà người đã cúng dường rồi là phước thí đến chư tăng. Đắc khi na đa na ấy mới được kết quả lợi ích lâu dài đến những quyến thuộc đã quá vãng, do nhờ hiệp theo cái duyên cớ. Và đó là cái bài kinh mà con học. Và do cái bài kinh đó thì con học, thì con thấy rằng nó hợp với cái câu thảo luận số 2 mà sư phụ đã giảng dạy, là khả năng tập trung có giá trị gì đối với cái nội tâm. Thì đó là, thưa sư phụ, theo cái bài kinh và cũng như sao tôi sọc hỏi của con, thì con tin tưởng rằng nó có giá trị. Nhưng sự thật là con không biết, là vì bởi vì nếu mình có nỗ lực, mình có cái thiền định, hay là mình có chứng quả thì mình mới biết. Còn đây là chỉ là một người học mà chỉ nhớ lại trả lời những câu hỏi đó thôi. Kính thưa sư phụ, đó là câu trả lời của con. Kính thưa sư phụ, trở lại mai và để giảng dạy thêm cái đâu câu hỏi này nó có thể là có ích lợi cho những người nghe. Nam mô Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Con cung kính thỉnh mời sư phụ trở lại mai và chân thành tri ân chư vị đã lắng nghe. Sa thủ, cái chuyện sư Nguyên Thông. Thưa Phật tử, bài kinh ngày hôm nay thì như chúng ta có đi qua ngày của vô lượng tâm định và đại hành tâm định. Thực tế ở trong đời sống của chúng ta,
phải biết rằng nội tâm đó, như trường hợp là ở trong một ngày buổi sáng chúng ta thức dậy và hôm đó có nhiều chuyện phiền, chuyện thời sự, rồi chuyện ở trong gia đình, rồi chuyện xe cộ, chuyện này kia, thì ngày hôm đó cái tâm thái của chúng ta nó lại khác đi. Nhưng mà khi mà chúng ta sống ở một nơi yên tĩnh, có tập trung vào một công việc gì đó, có tập trung vào hơi thở, có tập trung vào bước chân, có tập trung vào một lối sống, thì chúng ta có thể cảm nhận được một cái là sự sung mãn của đời sống tinh thần. Nhưng mà thứ gì có hai cái trạng thái Phật pháp thường nhắc chúng ta, đó là khi mà mình sống đời sống nội tại đó, thì hai cái tố chất định và niệm. Định đó, tức là sự tập trung, tập trung một cách bền bỉ, tập trung không bị chi phối, không bị lôi kéo nhiều. Và cái sự tập trung bền bỉ đó, nó sẽ giúp cho chúng ta giảm bớt, hạn chế những cái chi phối, những cái lôi kéo từ bên ngoài. Lấy ví dụ là nếu một người học, mà lúc người đó học, người đó cứ lo nói chuyện điện thoại, học chút rồi lo chơi game vân vân, thì người đó rất khó để có một cái sự bền bỉ với những gì mình đang làm. Vì vậy định đó là mình nói đến sự bền bỉ, sống với một cái trạng thái, sống với một đối tượng. Và cái trạng thái thứ hai gọi là niệm, là sự tỉnh táo, cái sự bén nhạy, biết rõ cái gì đang làm. Ví dụ hơi thở vô, biết hơi thở vô, hơi thở ra, biết hơi thở ra, biết rõ mình và cái định này đó, là hai cái tố chất làm cho đời sống tinh thần của chúng ta được sung mãn. Và khi mình nói tới sự sung mãn của đời sống tinh thần á, đôi lúc rất là khó để chúng ta có thể mường tượng được là ồ, đời sống nội tâm mà có gì đâu gọi là sung mãn. Dạ, nhưng mà thưa quý vị, quả thật là có, nó có một đời sống. Quý vị thấy rằng có những khi mà cuộc sống của chúng ta rất là lạc quan, rất là hưng phấn, rất là tích cực, có nhiều khi rất là tiêu cực, rất là quẫy quải. Có sống với nội tâm lâu thì mình hiểu rằng cái tâm thức mình nó có nhiều trạng thái khác nhau. Nó có khi thụ động, có khi năng động, có khi hưng phấn, và có khi mệt mỏi, có khi buồn chán. Và vì vậy với một người mà có sống để ý đời sống nội tâm thì rất là trân quý những cái khả năng trung bền bỉ với cái đời sống với cái đời sống nội tại gọi là định, và cái sự tỉnh táo gọi là niệm. Thì cái định và niệm này rất là thú vị, là chúng ta có thể quân tập, chúng ta có thể có một cái lối sống mà lối sống đó cho chúng ta nhiều về định và niệm. Và thứ gì, chúng tôi có nhiều cái duyên để đi tụng kinh và ở gần những người bệnh đó, thì chúng có một cái điểm chung, đó là bất cứ ai mà có được nhiều cái niệm và định đó, thì người đó có được rất nhiều cái lợi lạc ở trong cuộc sống, nhiều cái lợi lạc ở trong cuộc sống. Còn người mà thiếu niệm thiếu định thì thưa quý vị, chúng ta tạm gọi là cuộc sống, đôi khi cuộc sống nó ơ hơ. Người Phật tử, đúng ra là hai vị là ông Jack Canfield và ông Joseph Constant. Và quý vị nào có biết về trung tâm thiền IMS và biết về những người Mỹ mà công mà đưa thiền quán vào trong xã hội Tây Phương, thì vị này có đề cập đến một cái thí dụ như là ở trên máy bay
họ có một cái hệ thống gọi là autopilot, hệ thống lái tự động. Và khi mà người phi công mà bị vấn đề hay là không thể kiềm chế máy bay nữa thì họ sẽ switch qua, họ sẽ đưa qua cái hệ thống autopilot. Thì thứ vị với cái hệ thống autopilot này thì tức là phó mặc cho cái hệ điều hành của máy bay, nó làm cái gì thì nó làm theo cái cách mà họ đã vốn đã có được program từ trước. Thì vị này dùng cái hình ảnh của autopilot á để nói lên một cái sự trạng trong đời sống của chúng ta, là khi mà mình có định và có niệm thì mình có thể lèo lái, có thể hướng dẫn cái cuộc sống của mình đó đi theo một cách thế nào đó. Nhưng mà một khi mà mình cuộc sống có định và niệm á, thì giống như mình phó mặc, mình giao cho autopilot, tức là sống bằng cái sự đưa đắc dẫn dắt của nghiệp lực và của thói quen. Nghiệp lực tức là cái sự chi phối nghiệp trong quá khứ, và cái thói quen á là chúng ta gọi tạm gọi là quán tính, hay là một cái gì đó mà nó không có giữ phần giá trị irrational. Mà khi mình sống bằng quán tính hay sống bằng thói quen á, nó có một cái hệ lụy của nó. Ví dụ như là người ta khen á thì mình vui, người ta chê thì mình buồn. Buổi sáng trời đẹp á thì mình cảm thấy hạnh phúc, mà trời mưa thì mình cảm thấy sầu não. Thì cái này đó là chúng ta sống theo autopilot, sống theo thói quen. Và chỉ có một người mà bắt đầu có cái khả năng mà sống với định và với niệm á, thì dần dà đó người đó thật sự có phần làm chủ đời sống mình, giống như chiếc máy bay mà có được phi công điều khiển. Dĩ nhiên là cái người phi công không phải là người mà có thể làm tất cả mọi việc trên bay như ý mình, nhưng mà ít nhất là vị đó có thể cho nó chạy nhanh chạy chậm, đưa lên độ cao hơn hay là xuống thấp hơn. Và như vậy có một phần nào đó vị đó có thể lèo lái, có thể dẫn dắt được cái chiếc máy bay theo cái lịch trình mà mình mong muốn. Thì ở đây nó có một cái điều rất là lợi lạc, rất là thú vị khi mà chúng ta đề cập đến cái cuộc sống mà có định lực. Dạ, chúng ta cuộc sống định lực, điều này thì tương đối là hơi khó nói, hơi khó giải thích với một số người, tại vì mình có định hay không có định thì cuộc sống chẳng có cái gì gọi là quan trọng, chẳng có đời sống gì ăn thua để mà đáng nói hết. Nhưng mà thực tế không phải như vậy. Dạ, khi có khi đã một người nào mà đã từng sống ở trong cuộc đời này rồi thì mới nhận ra rằng thiếu định lực thì chúng ta không có kiên nhẫn, thiếu định lực thì chúng ta không có tập trung. Một cái người, mình tưởng tượng cái người học mà không thể nào cho phép mình cho phép mình được sống bền bỉ với cái gì đó, hay là cuộc sống mà chúng ta thiếu ý thức về cái gì mình đang có, thì nó có vấn đề đó. Nó có vấn đề. Ở bên Bắc Tông, trong cái bộ kinh Pháp Hoa đó, thường có cái ví dụ họ nói về một cái người cùng tử, tức là một người rất là nghèo, nhưng mà mặc chiếc áo, mà ở trong cái chiếc áo có đính một cái viên ngọc để giấu ở trong đó, nhưng mà người này hoàn toàn không biết. Khi mà mình không biết mình có một viên ngọc đó, thì mình nghèo, vẫn luôn luôn là nghèo. Tất cả những cái giá trị của đời sống mà nó được thắp sáng là do cái ý thức của mình biết là nó như thế nào. Thành ra cái khác biệt giữa một cuộc sống có ý thức, có sung mãn, một cuộc sống có định có niệm, nó khác với cái cuộc sống không có định có niệm ở chỗ là cái cuộc sống mà không định niệm, không có tập trung và không có sự tỉnh táo thì thứ gì đó, nó là một cái cuộc sống mà mình tạm gọi là cuộc sống sống cho nó qua ngày, và nó không có một cái giá trị thực sự. Sống ý nghĩa đúng là cuộc sống. Nên chi đối với người tu tập, thì dĩ nhiên là khi mình nói đến định mà niệm thì trong đời sống tu tập đó, nó có một giá trị, nó có một giá trị khác, nó có một giá trị khác hơn là mình nghĩ. Dù
sau đi nữa thì thứ gì nói thì dễ nhưng mà không phải là dễ dàng. Dạ, nói không dễ dàng. Có ba cái thí dụ, và từ ba cái thí dụ này đó chúng ta hiểu được lời của Đức Phật ngài dạy là ngài dùng cái thí dụ là cái mái nhà mà không có khéo lột thì mưa nó thấm dột vào. Thì khi mà cái tâm mà vùng tu, và tâm mà vùng tu ở đây chúng ta có thể hiểu là tâm thiếu thiếu định và thiếu niệm đó, thì bao nhiêu là những cái phiền não nó chi phối. Bởi vì nếu mà chúng ta để ý trong đời sống hàng ngày đó, có những người rất là dễ để vui, có nhiều để buồn, cái cảm xúc nó vượt ngoài cái khả năng của mình. Và đôi khi mình sống mà mình sẽ thấy tại sao mà mình bị phản bội, và bởi cái cảm xúc của mình, cái cảm xúc nó làm cho mình vật vã, nó làm cho mình cảm thấy phiền não, khó khăn. Mà tại sao có những người khác cũng cảnh đó, cũng sự việc đó, nhưng mà họ lại an lạc hơn? Nó không có gì hết, nó đơn giản là cái tâm của mình nó có những cái tố chất, và nó cũng có những cái độc tố, và nó có những cái chất chất rất là thiện, rất là đẹp, có những cái chất rất là tích cực. Và những cái chất liệu đó mà nó có đó, thì tâm mình an lạc hơn. Còn nếu ngược lại, cái tâm mình nó thiếu những cái tố chất đó, thì thưa quý vị, mình quá thật là có vấn đề. Dạ, vấn đề lớn á. Dạ, vấn đề lớn là dễ bị chi phối, như là mấy nhà cũng lập. Nếu Phật ngài dùng cái thí dụ khác á, đó là ngài dùng cái ví dụ của vết thương. Vết thương có được băng bó hay không, thì như tất cả chúng ta đều hiểu được rằng cái bàn tay hay bàn chân của chúng ta mà bị vết thương đó, và nếu chúng ta không khéo băng bó thì nó dễ bị nhiễm trùng. Và cái nhiễm trùng thì nó khi mình nó sinh nó là mủ, nó đau nhất. Thì Đức Phật ngài dạy rằng mắt tai mũi lưỡi thân ý, những cái căn môn đó nếu mà chúng ta nhìn ở một góc cạnh nào đó thì nó rất dễ bị chi phối, rất dễ bị tấn công. Mà nếu mà chúng ta không có gìn giữ thì thưa chúng ta sẽ bị nhiễm trùng. Chúng ta sẽ nó không phải mình gì hết, mà nó có vấn đề, và vấn đề rất là lớn. Nên đây là một cái ví dụ chúng ta nên cẩn trọng, có một sự phục dạ. Và thưa quý vị, một cái ví dụ thứ ba mà chúng tôi muốn nói ở tại đây, nhưng cái câu trả lời của Sư Nguyên Thông và trước đó của chúng tôi tự quyền đó, là cũng là một câu kinh Pháp Cú. Ở trong câu Pháp Cú này, Đức Phật ngài dạy rằng ni xa rời cô độc vô hình ẩn hang sâu, ai điều phục tâm ấy chữ thần không bắt được. Thì ngài cho chúng ta biết rằng một cái người sống và hiểu đời sống nội tâm thì cái cuộc sống nội tâm nó tế nhị, nó khó nắm bắt lắm. Dạ. Mình người ta nói dò sông dò biển dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người. Cái câu nói đó chỉ nói là con người có thiện chí hay là có ác ý, người tốt người xấu, thật nghĩ bình thường thôi. Nhưng mà riêng đối với chúng ta mà ngồi xuống sống từ sáng tới trưa, trưa đến chiều, tâm chúng ta đặt đâu, nghĩ về cái gì, thiên về gì, nó tạo ra những cái phản ứng phụ là lúc vui lúc buồn ra sao, thì quả thật rất là khó. Đi xa rời cô độc, tức là cái tâm đó, nó là thế giới riêng tư một mình, có thể là nó ở giữa cái đám đông, ở giữa mọi người, nhưng mà rồi nó chỉ một mình đó thôi. Và vô hình, tức là nó không có hình tướng, ẩn hang sâu, tức là nó có những khúc mắc, mà những khúc mắc đó chúng ta không biết được. Và đôi khi nó chật ẩn chật hiện, mình không có nắm rõ. Và Đức Phật ngài dạy rằng ai điều phục tâm ấy chữ thần không bắt được. Thì như chúng ta nghe câu chuyện là một cái vị sa di đi theo hầu vị A La Hán, và vị A La Hán cũng là người cậu của mình. Và vị sa di này rất là quý vị A La Hán, rất kính, vừa kính là cái đức độ vị A La Hán, mà vừa do cái tình là người cậu của mình.
Rồi có một lần những người đàn tính họ thấy vị sa di họ thương, và thấy còn thanh niên mà đi tu họ thương, thành ra họ cúng cho một sắp vải. Cái chuyện đó rất là bình thường. Và hồi xưa là vải là quý lắm, vải đi mây đưa vị này có được sắp vải thì rất là hoài, vải nó có giá trị lắm. Quý vị biết ngày xưa không phải mua như chúng ta bây giờ đâu, mà là dệt vải, phải có được khúc vải có giá trị. Thì vị này đem đến đặt cái dưới chân của sư cậu á, đảnh lễ ba lại và xin cúng dường sư cậu, nói con được người phụ nữ, người đàn tính cho được bộ y rất tốt, cho được cái sắp vải rất tốt, con xin dâng sắp vải này lên sư cậu. Thì cái vị sư cậu là vị A-la-hán, ngày không có mặn mà lắm cái chuyện đó. Ngài trả lời một cách rất là lãnh đạm. Ngài nói rằng con giữ xài đi, sư cậu có đủ y rồi. Thì cái sự lãnh đạm của vị A-la-hán nó không phải chuyện gì mà vui buồn thương ghét, mà chỉ đơn giản ngài không thấy có nhu cầu. Giống như là bây giờ mình mời một ly nước mà cái người đó họ không khát nước thì họ đâu có nhận nước. Thì ngài á, thì ngài không có tham lam làm cối, thì ngài thấy dạ mình có y rồi. Thì nhưng cái chuyện của vị A-la-hán thì là cái tâm lượng của một vị đã giải thoát, còn cái người cháu thì tâm lượng phàm phu, mình nó còn hơi có chút cảm xúc, tự nhiên đâm ra buồn nghĩ nghĩ sai, nghĩ rằng là mình đi tu mà rồi ông thầy mình, ông cậu mình lại không có thương. Mình có bộ y á, đáng lẽ cái chuyện này mình phát tâm quan hỷ, mình phát tâm mình cúng dường thì mình được đón nhận, nhưng mà rồi cậu mình thì mình lại thấy cái chuyện đó nó tầm thường, nó tu về thôi, nó vô nghĩa thôi, mình hoàn tục đi. Thì lúc đó vị đó đang đứng hầu vị A-la-hán, mà cái tâm mà không có giữ lại thì nó tiếp tục suy nghĩ tới mình hoàn tục rồi làm gì, không nghề nghiệp không có gì hết, chỉ có sắp vải này thôi. Sắp vải cũng có giá đó thôi, mình sẽ bán đi rồi mình có ít tiền, rồi mình cưới vợ, rồi mình sống chắc mình để dành ít tiền, rồi mình nuôi bò một con, nuôi nhiều con nuôi thành bầy bò, rồi nghĩ đến người vợ, rồi nghĩ đến mình ở đời mà có một vợ mà mình không biết là người ta nói cũng khó nghe, nhưng mà nói không nghe chắc. Ví dụ có con, có vợ con mà mình nói không nghe chắc mình đập một cái sẵn cái quạt đập luôn vị A-la. Thì thưa quý vị, câu chuyện nghe nó rất là ngớ ngẩn. Câu chuyện nghe rất là ngớ ngẩn, nhưng mà nó là một chuyện thật, là cái tâm ý nó vô chừng. Dạ, tâm ý vô chừng, và do cái tâm ý vô chừng đó nó không có định và không có niệm, nó dẫn đến cái hệ lụy là cái tập dần và cái tâm của mình đó, nó mình thấy vậy đó. Dạ, mình thấy nó cơ hồ như là ở trong cái thế giới đó, nó là cái thế giới của trừu tượng, cái thế giới của mơ hồ, và mình không làm gì hết. Nhưng mà những ai mà có tu tập, hay ít nhất có học Phật pháp, hay ít nhất có bàn luận, thì càng sống thì mình càng thấy đời sống nội tâm mình quan trọng lắm. Dạ, quan trọng lắm. Nếu mà mình không chăm sóc tốt thì mình mất đi một số khả năng, nhưng hai cái khả năng mà được Đức Phật này nhắc nhở rất là nhiều, đó là sự tập trung và sự tỉnh táo, hay là định và niệm. Dạ, hai khả năng đó mình không có đó thì quá thật là đời sống mình nó bị chi phối. Như là cái thí dụ cái mái nhà không khéo lột, hay là vết thương không khéo băng bó, hoặc giả là cái thí dụ như là một cái tâm vô hình mà nó hay ẩn hang sâu ngõ ngách, thì chúng ta rất là khó nắm bắt. Dạ, rất khó nắm bắt. Ai mà đã có từng hành thiền, ai mà đã có từng sống một mình, và ai đã từng trải qua những cái vui buồn rồi, thì rất là trân trọng. Dạ, trân trọng cái khả năng tập trung và cái sự tỉnh táo. Và dĩ nhiên là trong câu chuyện này thì ngài Anuruddha, ngài Analuk, ngài Anodala, ngài đề cập đến một cái cảnh giới mà của những vị tu chứng rất là cao. Không phải là ngài muốn đề cập như vậy, mà do cái lời hỏi của công trình sư Panchanga. Tuy nhiên qua đó chúng ta cũng học được đối với đời sống cá nhân của mình, là con người của chúng ta sống thì có hai cách để tập trung tâm định. Một á, là ở trong một cái cảnh mà chúng ta gọi là cái cảnh của vô lượng tâm, lấy tất cả chúng sanh hạnh phúc, tất cả chúng sanh đau khổ,
tất cả những chúng sanh mà làm đối tượng cho bốn cái trạng thái từ bi thị xã làm cái tâm định. Và thứ hai nữa đó là chúng ta vận dụng cái thế giới nội tại, thì cho dù rằng từ cái chung đến cái riêng, từ cái riêng đến cái chung, hay từ cái lớn đến cái nhỏ, từ cái nhỏ cái lớn, từ cái ngoại giới dẫn đến nội giới dẫn đến ngoại giới, thì chúng ta đều có thể phát triển tâm định. Và về điểm này chúng ta phải có cái nhìn rất thoáng, rất rộng. Cái quan trọng là ở chỗ tâm định, chứ đừng đặt nặng về cái vấn đề là cái phương thức. Tại vì ở đây người nói rằng cả hai, vô lượng tâm định và đại hành tâm định, nó đều lợi lạc, nó đều đáng nói, nhưng mà nó khác biệt với nhau. Và chúng ta phải thấy được sự khác biệt đó. Thấy sự khác biệt không có nghĩa là chúng ta khen cái này chê cái kia, bắt cái này bỏ cái kia, mà thấy sự khác biệt là để chúng ta sử dụng đúng chỗ, xài đúng chỗ, được cái lợi lạc. Và thưa quý vị, bài học sau cùng của bài học sau cùng của bài kinh ngày hôm nay, chúng tôi muốn nhắc là cái thái độ của ngài Anuruddha khi mà được tôn giả Avya Kachana hỏi là ngài có từng cộng tu với chư thiên, tức là ngài có qua lại, có sinh hoạt với chư thiên hay không, thì ngài trả lời một cách rất là giản thiết. Và ở đây là một điểm thế gì mà tất cả chúng ta phải hiểu. Thời bây giờ là một cái thời đại mà con người sống đó hay bị rơi vào ở trong cái tình trạng gọi là thẩm sinh, hay là vỗ ngực xưng tên, hay là mình muốn khoe mẽ, mình khoe mình đắc cái này chứng cái kia. Nhưng ta nhớ rằng ở trong Phật giáo đó thì Đức Phật ngài cấm, dù là một cách lường gạt người khác, tức là mình không đắc chứng và mình tự nhận là đắc chứng, hay hoặc giả là một cách khoe thật, thì dù khoe thật hay là không thật đi nữa, thì Đức Phật đều cấm hết. Dĩ nhiên có tội nặng tội nhẹ khác nhau, nhưng mà cái cấm đó đó, nó trả Phật giáo trở về với một cái chuyện bình yên, là cái gì mình tốt thì mình nên biết, chứ không phải là cái tốt của mình để đem phô trương với thiên hạ. Và cái sự phô trương, sự đắc chứng, dù là thật hay giả, nó đều có hại đến cái sự trường tồn, cái sự lành mạnh của Phật giáo. Không ai như chúng ta ngày nay đó, người ta có một cái phong trào, người ta hay thích phô trương, tôi đắc cái này, chứng cái kia, nhưng mà cái đó là cái rất là nguy hiểm. Về lâu về dài thì chúng ta nên hiểu rằng ai tu thì người đó nên tự biết, nên hiểu. Và cái khả năng mà tu tập đó là nên có được cái sự cẩn trọng. Ngay cả trong lời ăn tiếng nói, chúng ta thấy trong trường hợp này, ngài Anuruddha là một vị A-la-hán, là đã Đức Phật ngài dạy rằng là một vị đệ nhất về thiên nhãn thông. Ai cũng biết chuyện đó, nhưng mà ngài vẫn rất là một mực để tuân thủ cái luật mà Đức Phật đưa ra, và ngài đã trả lời một cách rất ư là khéo. Ngài trả lời rất ư là khéo, chứ không phải là như chúng ta thấy nhiều khi có những cái sự thầm sưng quá đáng và đi quá xa và trong cái cộng đồng mà chúng ta được biết cho đến ngày hôm nay. Thì bài kinh để cho chúng ta một số những lời dạy rất là quý báu, cũng như là cái thái độ của tôn giả Anuruddha, và cũng là dịp để chúng ta biết thêm về vị tôn giả này với Đức Phật. Và do vậy chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Vua Trái Tâm. Kính chương chi tôn đức đã vào rung để chia sẻ đảnh lễ quý ngài. Xin chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sa thú lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong trung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, quý ốp sư ngân viên đã yểm trợ cho các phần hành
trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc Phật sự viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lầm giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ. Con kính đảnh lễ tri ân đại đức Tuệ Tri và kính cảm ơn đạo tràng cho con biết được tín hiệu.